Chú Nam lại bế cái mưa sang nhà cô Hoa xin sữa đấy à? Chị Nga hàng xóm hỏi. Đây là hình ảnh quen thuộc của bố con anh Nam gần 3 tháng nay. Hàng ngày, anh Nam và bà Mùi, mẹ anh Nam lại thay nhau bế cái mưa đi xin sữa. Cũng may là chị Hoa cũng đang nuôi con nhỏ, lại dư sữa, cho nên cái mưa mới có sữa mà bú. Nếu không thì anh Nam không biết lấy tiền đâu mà mua sữa cho con nữa. Trong xóm này, ai cũng thương hoàn cảnh của anh Nam thương cho bé mưa mới đỏ hòn đã phải rời xa vòng tay yêu thương của mẹ. Nói đến chị Hương, mẹ cái mưa mới nhớ, cô ta đã bỏ đi từ khi cái mưa vừa đầy tháng. Hôm đó vì chị Hương đã nói nhiều điều xúc phạm đến anh Nam, đến bà Mùi cho nên anh đã không kiềm chế được mà lỡ tay tát chị Hương một cái. Chị Hương tức giận gói ghém quần áo bỏ đi từ hôm đó. Thật ra cái tát của anh Nam chỉ là giọt nước tràn ly khiến cho chị Hương ra đi nhanh hơn mà thôi. Vì chị đã có ý định rời bỏ anh từ lâu Chị không thể chịu nổi cuộc sống nghèo khổ này thêm nữa Anh Nam là người hiền lành và chăm chỉ Suốt ngày làm đủ việc để kiếm sống Ai thuê gì thì làm lấy Dù nghèo thế nhưng mà anh vẫn luôn cố gắng lo cho gia đình Đặc biệt là từ khi bé mưa chào đời Cuộc gặp gỡ của anh Nam và chị Hương tình cờ xảy ra trong một buổi chiều mưa Khi đó anh đang đi làm thuê ở một công trường xây dựng Còn chị Hương thì đang đi ngang qua để tránh mưa Cô dì ơi, cô vào trong này mà đứng, trời mưa to lắm, ở ngoài đấy là mưa tạt ướt hết." Anh Nam nói to vì trời mưa sợ chị Hương không nghe rõ. "Không sao ạ, à, tôi đứng ngoài này được rồi, đợi trời tạnh rồi tôi đi luôn." "Mưa thế này thì còn lâu mới tạnh, cô không vào đây là ướt hết đấy." Chị Hương không nói gì nữa mà vẫn đứng đó, đứng thêm 5 phút thấy mưa vẫn không có dấu hiệu tạnh, cho nên chị Hương đành đi vào trong. Lúc này người chị đã ngấm mấy hạt mưa. "Mưa to quá anh nhỉ." tôi đã nói rồi mà người cô ướt rồi đây này cởi áo khoác ngoài ra không nước mưa thấm vào là dễ bị cảm đấy anh làm việc ở đây lâu chưa lâu rồi từ lúc chủ thầu nhận công trình này vậy chắc cũng được 3-4 tháng rồi nhỉ công trình này sắp xong rồi mà ừ chắc khoảng một tháng nữa là xong mà hình như cô không phải là người ở đây vâng tôi ở làng bên hôm nay tôi qua nhà bạn chơi cô tên gì tôi tên hương còn anh tôi tên nam anh nam có vợ chưa tôi chưa tôi nghèo vậy thì làm gì có ai thương tôi thương anh nam chỉ nói vu vơ thôi chứ ai ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy từ một người xa lạ cô nói sao cơ tôi nói anh không có ai thương thì tôi thương chị hương nhắc lại rõ ràng từng chữ khiến cho anh nam không khỏi bối rối họ chỉ vừa gặp nhau trong lúc chú mưa trao đổi vài câu hỏi thăm xã giao anh không ngờ rằng từ khoảnh khắc ấy cuộc đời anh lại rẽ sang một hướng khác Tình yêu giữa họ nảy nở từ cái nhìn đầu tiên và sau một thời gian ngắn họ quyết định kết hôn. Những ngày đầu tình cảm của họ rất mặn nồng, thế nhưng rồi khó khăn và nghèo khó dần dần làm phai nhà tình yêu. Chị Hương vốn quen với cuộc sống đầy đủ hơn, dần dần không thể chịu đựng được cảnh thiếu thốn. Nhất là khi anh Nam bị lưng, không đi làm việc lặng, lúc đó chị Hương lại đang mang thai, khó khăn chồng chất khó khăn. Anh Nam đành bàn với chị Hương mở một tiệm sửa xe nhỏ để kiếm sống. Em này, anh có chuyện muốn bàn với em. Anh nói đi. Bây giờ sức khỏe của anh không thể đi công trình được nữa. Anh định dùng mảnh vườn trước nhà xây cái quán sửa xe, em thấy thế nào? Anh có biết sửa không mà đòi mở quán? Anh Nam Tử Tố nói. Anh có biết chút ít, tạm thời trong lúc chờ xây quán thì anh sẽ sang tiệm bác Vũ đầu làng làm thêm để học hỏi kinh nghiệm. Tùy anh, miễn sao là có tiền là được tôi chán cái cảnh phải chạy ăn từng bữa lắm rồi hơn nữa tôi sắp sinh rồi bao nhiêu thứ phải lo cho nên ý anh làm sao cho tốt thì làm anh biết rồi anh sẽ cố gắng mà chị hương khó chịu cáu hắt tôi đói rồi anh vào lố mì cho tôi ăn đi thế em muốn ăn gì nào tôi muốn ăn hải sản tôi muốn ăn tôm hùm anh có mua nổi không mà hỏi anh em dáng cho anh thêm một thời gian nữa nhé lúc nào công việc ổn định ý thì rồi anh sẽ thôi anh nói câu đó bao nhiêu lần rồi không thấy mệt à nói rồi chị hương bỏ đi vào phòng làm nghỉ bà mùi thấy vậy chỉ biết lắc đầu bà đến động viên con trai thôi con ạ à, con hương nó đang bầu bì cho nên hay cáu gắt vậy đấy con cố gắng nhường nhịn nó một tí nhá vâng ạ à, con biết bà mẹ có phải con vô dụng lắm không mẹ không phải đâu con con đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe con mau ra chợ mua lửa con gà về nấu cháo cho con hương nó ăn tiền đây con cầm lấy thêm vào mà đi chợ bà Mùi móc trong túi áo ra một cục tiền lẻ đưa cho anh nam anh nam xua tay nói con có tiền mà được mấy đồng mẹ bán rau mẹ cất đi ạ à? à mà nam này con định mở tiệm sửa xe đấy à dạ chứ giờ con bệnh tật thế này có làm được việc nặng đâu thế tiền đâu mà con làm còn tiền mua đồ nghề nữa con có dành dụng được một ít thiếu bao nhiêu con sẽ đi vay mượn ạ à? mẹ có để dành một ít tiền mấy năm nay con đi làm con đưa cho mẹ giữ để mẹ đưa cho con thêm vào nhé không cần đâu mẹ coi như đó là tiền dưỡng già con cho mẹ cũng có được nhiều đâu con không lấy đâu ạ à. sao lại không cần đã không có tiền rồi mà còn sĩ anh không cần ý nhưng mà mẹ con tôi cần chị hương từ trong phòng bước ra nói mẹ có tiền ý thì đưa cho con để có đi mua đồ ạ à. con sắp đẻ rồi mà đã có tiền để mua sắm được cái gì đâu kìa em đó là tiền của mẹ mà em chờ anh vài hôm nữa anh đi làm rồi đưa tiền cho em sau anh thôi con ạ, à, vợ con nói đúng đấy, mẹ cũng chưa cần số tiền đó, để mẹ vào lấy mẹ đưa cho vợ con đi sắm sửa đồ sơ sinh, nó cũng sắp sinh rồi còn gì. nói rồi bà muội đi vào trong phòng mở tủ lấy tiền, tiền được bọc rất cẩn thận bởi một lớp giấy, rồi qua một lớp vải lụa nữa, bà muội đưa cho chị Hương và nói, đây là toàn bộ số tiền mẹ dành dụm được từ khi thằng Nam đi làm, con cầm lấy mà lo chuyện sinh đẻ sau này nhé. vâng con biết rồi. Con nhớ chi tiêu tiết kiệm Nhà mình còn nghèo cho nên Con biết rồi mà Mẹ nói nhiều thế nhở Chị Hương cầm tiền đi vào trong buồng cất Rồi sau đó mặc áo đội mũ đi ra Thấy chị Hương đang chuẩn bị đi đâu Anh Nam hỏi Em định đi đâu à Tôi đi kiếm cái gì bỏ vào bụng chứ Chờ anh có mà mẹ con tôi chết đói Anh xin lỗi để anh đi chợ ngay đây Thôi khỏi Dạo này tôi chán cơm lắm rồi Tôi lên trên đầu làng kiếm bát phở Hai mẹ con anh ăn gì thì ăn Tôi đi đây anh Nam và bà Mối đứng nhìn bóng chị Hương đi trong buổi chiều tà. Bà Mối nói với anh Nam: "Thôi con ạ, à, để mẹ vào trong bếp xem còn cái gì rồi hai mẹ con mình ăn tạm nhé. Chứ giờ này chắc ngoài chợ cũng không có gì đâu." Chị Hương cuối cùng cũng đến ngày sinh. Anh Nam đưa chị Hương đến trạm xá. Vừa đến nơi thì trời mưa tầm tã, may mắn là chị Hương sinh dễ cho nên không lâu sau đó, một bé gái xinh xắn đáng yêu đã cất tiếng khóc chào đời anh nam nghe tiếng khóc của con thì vui mừng không cầm được nước mắt nhìn con gái bé nhỏ đáng yêu trên tay anh thầm nghĩ về tất cả những điều tuyệt vời mà trong tương lai sẽ mang đến cho cô bé anh tưởng tượng những bước đi đầu tiên của con những nụ cười rạng rỡ và cả những lúc con cần anh giúp đỡ trong khoảnh khắc ấy anh cảm nhận được tình yêu vô bờ bến và trách nhiệm lớn lao mà anh có đối với con anh quyết tâm sẽ làm tất cả để mang lại cho con một cuộc sống hạnh phúc và tràn đầy niềm vui anh nam gặp chị hương vào một ngày mưa rồi sau đó lên duyên vợ chồng chị hương sinh con cũng vào một đêm mưa vì vậy anh nam đã đặt tên cho con gái của mình là mưa anh muốn tên gọi này sẽ luôn nhắc nhở con gái về kỷ niệm đẹp đẽ của gia đình và những khoảnh khắc đầy ý nghĩa trong cuộc sống anh hy vọng con gái mình bé mưa sẽ mang đến sự tươi mát và niềm vui giống như những cơn mưa đầu mùa và rằng cuộc sống của cô bé sẽ luôn tràn đầy tình yêu thương và hạnh phúc niềm vui chưa được bao lâu thì cũng vào một đêm mưa gió bão bùng chị hương đã bỏ lại đứa con thơ còn trong tháng và khăn gói ra đi để lại anh nam một mình và bé mưa và gánh nặng cuộc sống chị hương để lại một mảnh giấy cho anh nam dặn anh là hãy chăm sóc con vì chị không thể chịu đựng được cảnh nghèo khổ này nữa chị bảo anh đừng đi tìm chị và rằng chị cần phải đi để tìm kiếm cuộc sống mới một cuộc sống tốt đẹp hơn anh Nam lòng đau nhói đọc từng dòng chữ chị Hương để lại, nhìn đứa con gái bé bỏng đang say ngủ, anh tự hứa sẽ nuôi đấng và chăm sóc con thật tốt, dù thiếu vắng bàn tay của mẹ. Từ đấy mưa ấy, anh hiểu rằng mưa không chỉ là kỷ niệm đẹp mà còn là động lực để anh vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Trộm vía là bé mưa rất ngoan và không quấy khóc, mưa được bú no là sẽ lăn ra ngủ, nhiều lúc bé mưa bú xong là ngủ trên tay chị Hoa luôn. Chị Hoa nói anh nam cứ về làm việc đi để bé mưa ngủ ở đây cũng được giờ bấy nó về trời nắng như thế này thì tội con bé lắm vậy thì phiền cô hoa quá ạ à. không phiền gì đâu ạ à. em thương con bé như bé tèo nhà em thôi anh cứ yên tâm cho con bé ở đây nhé vâng cảm ơn cô hoa nhiều nhé anh nam để bé mưa ngủ ở nhà chị hoa rồi đi về nhà làm việc tiệm sửa xe của anh nam từ khi mở ra khách cũng lai dai không phải lúc nào cũng đông nhưng mà cũng đủ để trang trải cuộc sống mặc dù không dư dạ thu nhập từ tiệm sửa xe vẫn đủ để anh nuôi mẹ già và con thơ. Anh luôn làm việc chăm chỉ, hy vọng tương lai sẽ tốt đẹp hơn cho cả gia đình. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, anh Nam vẫn không ngừng nỗ lực. Tình yêu và trách nhiệm với con gái là động lực lớn nhất để anh vượt qua những thử thách. Người dân trong xóm ai cũng khâm phục và thương anh, luôn sẵn lòng giúp đỡ mỗi khi anh cần. Dù cuộc sống còn nhiều vất vả, thế nhưng tình yêu và sự hy sinh của anh Nam đã tạo lên một hình ảnh người cha tuyệt vời trong mắt mọi người. Năm tháng trôi qua, bé mưa nay đã lên 6 tuổi và chuẩn bị vào lớp 1. Chị Hương từ ngày đó đến giờ vẫn chưa quay lại gặp con dù chỉ một lần. Không có một tin tức gì từ chị Hương. Bé mưa nhiều lần hỏi về mẹ, nhưng anh Nam luôn làng tránh câu hỏi của con. Anh không biết phải giải thích thế nào cho cô bé hiểu về sự vắng mặt của mẹ. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ngây thơ của mưa, anh chỉ biết an ủi con bằng tình yêu và sự quan tâm hết mực. Anh Nam cố gắng làm tất cả để bù đắp cho bé mưa Hy vọng con sẽ có một tuổi thơ êm đềm Dù thiếu vắng tình mẹ Ở xóm này hôm nay có cô Xuân mới về Cô Xuân là con của bác lành Nhà chỉ có hai mẹ con Bác lành có cô Xuân từ một mối tình với một người làm cầu Thời đó có một nhóm thợ về xây chiếc cầu ở làng Cô gái thôn quê tên là lành Đã phải lòng một chàng trai trong nhóm xây cầu đó Khi cây cầu hoàn thành Nhóm thợ phải lên đường đi làm việc ở nơi khác Chàng trai hứa hẹn sẽ quay về thăm cô Lành, thế nhưng cô chờ mãi không thấy anh trở lại. Cô Lành có bầu và bị mọi người trong làng khinh bỉ, nhưng cô bỏ ngoài tai tất cả và quyết định sinh con. Chị Xuân lớn lên trong sự gẻ lạnh của người đời, khi trưởng thành, chị bỏ quê đi làm ăn xa, chỉ lâu lâu mới về thăm bác Lành. Cuộc sống khó khăn và sự kỳ thị đã khiến chị Xuân trở nên mạnh mẽ và độc lập. Hôm nay chị Xuân trở về, mang theo hy vọng sẽ tìm được một chút bình yên và niềm vui bên mẹ sau những ngày tháng bôn ba xứ người đi ngang qua tiệm sửa xe của anh nam chị xuân lán lại chào hỏi chào anh nam lâu ngày quá nhỉ anh nam ngước nhìn chị xuân ô cô xuân đấy à cô mới về sao vâng anh nam có khỏe không ạ à? cảm ơn cô xuân tôi khỏe con cô em khỏe ạ à? chị xuân nhìn ngó nghiêng bên trong rồi nói tiệm sửa xe này là của anh à ừ tôi bị bệnh không làm được việc nặng Mở cái tiệm nhỏ nhỏ này kiếm sống qua ngày cô ạ. Anh mở tiệm này lâu chưa ạ? À? Lâu rồi cô, từ khi bé mưa chưa chào đời. Bây giờ con bé đã được 6 tuổi rồi. Nhắc đến con gái, mắt của anh Nam ánh lên vẻ tự hào. Chị Xuân thấy được điều đó khi nhìn vào đôi mắt của anh. Chị Xuân nói, thế bé mưa đâu rồi anh? Con bé chắc xinh lắm nhỉ? Con bé chắc đang chơi ở bên bạn tèo nhà cô Hoa ấy. Mẹ con bé có hay về thăm nó không anh? Nhắc đến chị Hương, anh Nam buồn buồn thật thà nói cô ấy bỏ đi từ bữa đó đến giờ cô xuân ạ à. tội nghiệp cái mưa từ nhỏ đến giờ vẫn chưa biết mặt mẹ ơ ờ, thế không có thông tin gì của chị ấy sao à không có bố mẹ cô ấy cũng không biết con mình ở đâu chỉ nghe nói thỉnh thoảng cô ấy có gửi ít tiền về cho ông bà thôi thôi cố gắng anh ạ à. anh không nên thương nhớ một người vợ như thế chị ấy không xứng đáng làm vợ của anh làm mẹ của bé mưa đâu ngày chị hương bỏ đi dân làng đồn rằng chị đã theo trai trên thành phố vì có người nhìn thấy chị lên một chiếc xe hơi cùng với một người đàn ông lạ lúc đó anh nam không tin chị hương có thể làm như vậy nhưng thời gian đã chứng minh những cái lời đồn đoán đó là có căn cứ nếu không một người mẹ sẽ không thể nhẫn tâm bỏ con đi như vậy hơn nữa còn không về thăm con lấy một lần anh nam dần dần chấp nhận sự thật cay đắng rằng chị hương đã bỏ rơi gia đình để tìm kiếm một cuộc sống mới anh tự nhủ có lẽ giờ đây chị hương đã có một gia đình mới sung sướng và hạnh phúc hơn dù trong lòng vẫn còn đau đớn và thất vọng anh nam cố gắng tập trung vào công việc nuôi dưỡng bé mưa dành hết tình yêu thương và sự quan tâm cho con hy vọng rằng những tổn thương trong quá khứ sẽ không ảnh hưởng đến tương lai của bé nghe chị xuân nói anh nam chỉ biết gượng cười cho qua chuyện anh hỏi chị xuân thế cô xuân đợt này lại về thăm bác lành ít bữa rồi đi hay là về hẳn đấy em về hẳn anh ạ à. ôn bà bên ngoài đủ rồi anh Bây giờ em muốn về sống với mẹ. Mẹ em nay cũng già yếu rồi. Ôi thế thì tốt quá. Mấy năm nay tôi thấy bác Lành cứ lủi thủi một mình cũng thấy thương. Vâng, nhà có hai mẹ con nương tựa vào nhau thôi anh, cũng vì hoàn cảnh cho nên em mới phải đi làm ăn xa. Thế đợt này cô về định làm gì? Em có tích góp được một ít vốn, em định thuê cái mặt bằng trên phố huyện để mở một cửa hàng bán quần áo. Vậy à, chúc cô may mắn thành công nhé. Vâng, cảm ơn anh. Thôi, anh làm việc tiếp đi nhé, em về đây ạ. À. Chào cô Xuân nhé Ngày hôm sau, chị Xuân sang nhà anh Nam. Trên tay chị xách một túi đồ. Anh Nam ơi. Anh Nam từ trong nhà đi ra. Tiếp theo đó là bà Mồi và bé Mưa. Anh Nam nói: Cô Xuân đấy à? Mời cô vào nhà chơi. Cháu chào bác Mùi ạ. À? Bà Mồi nhau mày nhìn. Xuân Xuân có vẻ không cháu? Vâng cháu Xuân đây ạ. À? Thế cháu về hôm nào? Cháu mới về hôm qua. Hôm nay cháu sang thăm bác với cả anh Nam. Cháu có ít quà biếu bác ạ. À? Chị Xuân đưa túi quà cho bà mùi. Cháu sang chơi là quý rồi, còn bày vẽ quả cáp làm gì cho nó tốn kém. Có gì đâu ạ, à? mấy năm nay cháu không có nhà. May mà có bác với cả anh Nam đây thỉnh thoảng tới lui với mẹ cháu cho đỡ buồn. Cháu rất biết ơn hai người ạ. À. Cháu đừng nói khách sáo thế, hàng xóm với nhau cả mà. Chị Xuân đến gần bé Mưa tươi cười nói, Mưa đây phải không nhỉ? Mưa có còn nhớ cô Xuân không? Thỉnh thoảng cô hay về chơi, lúc đó Mưa còn bé tí thế này này, mà lay lớn rồi nhá. sinh gái trắng trẻo giống mẹ quá biết mình lỡ lời khi nhắc đến mẹ bé mưa chị xuân vội vàng xin lỗi cháu xin lỗi cháu không cố ý ạ à. không sao chuyện này gia đình bác cũng quen rồi bỗng bé mưa lắm tay chị xuân hỏi cô biết mẹ cháu sao ạ à? mẹ cháu ở đâu hả à cô cô đưa cháu đi gặp mẹ đi ạ à? trước những câu hỏi dồn dập của bé mưa chị xuân chỉ biết ấp úng cô cô không biết cô nói nhầm thôi cô nói cháu giống bố cháu lắm đôi mắt to tròn này cả cái mũi cao nữa bé mưa buồn bã thế vậy chị xuân lấy ra trong túi một con búp bê cô xuân có mua quà cho mưa này bé mưa thấy có quà thì hết buồn ngay trẻ con mà nhiều khi người lớn chúng ta thường ước gì mình giống như những đứa trẻ cười khi vui khóc nức lở khi buồn dễ dàng quên đi và dễ dàng tha thứ anh nam nhìn bé mưa như vậy thì có chút chạy lòng bé mưa nhận món quà từ tay chị xuân đã gieo ôi đẹp quá đẹp quá mưa có thích không dạ thích ạ à. con cảm ơn cô xuân chị xuân xoa đầu bé mưa ngoan quá mưa mà cứ ngoan thế này thì hôm sau cô xuân lại mua quà cho mưa nữa nhé dạ con hứa sẽ ngoan ạ à. cô xuân lần sau đừng có làm thế nhé con bé sẽ hư đấy anh nam nói không sao đâu anh anh không thấy con bé vô như thế nào sao chắc từ trước tới giờ anh không mua quà gì tặng con bé nhỉ tôi đúng vậy anh nam chăm sóc bé mưa rất tốt điều này ai cũng biết Tuy nhiên về việc mua quà cho bé mưa, anh Nam thừa nhận rằng mình chưa bao giờ mua cho con bé cái gì. Anh Nam hiểu rằng dù khéo léo đến đâu, anh cũng không tránh khỏi những thiếu sót. Bé mưa như bao đứa trẻ khác cũng luôn mong muốn nhận được quà. Những dịp đặc biệt như sinh nhật hay những lần bé mưa được khen của cô giáo, anh Nam thường chỉ dẫn bé đi chơi công viên rồi về hoặc thỉnh thoảng nấu những món ăn mà bé thích. Bà mối đã giả cả nên những vấn đề này bà cũng không để ý nhắc anh Nam. Anh Nam cảm thấy có lỗi về bé Mưa vì chưa thể làm điều gì đặc biệt hơn để có thể làm cho con bé vui và hạnh phúc hơn. May nhờ có chị Xuân cho nên anh mới để ý. Thấy con vui khi nhận được quà, anh lại cảm thấy hổ thẹn với mình. Anh thú nhận: "Đúng là tôi đã thiếu sót trong chuyện này. Cảm ơn cô Xuân đã nhắc nhở, tôi sẽ chú ý hơn. Mưa lại đây với cô nào." Mưa ngồi vào lòng chị Xuân. "Mưa có muốn sang nhà cô Xuân chơi không? Dạ có ạ." bác và anh cho phép em đưa bé mưa sang nhà chơi nhé như thế có phiền cô không con bé cũng hơi nghịch đấy bà mùi nói không sao đâu bác ạ anh nam thấy con gái háo hức như vậy thì nói vậy thì mưa sang nhà cô xuân chơi một tí rồi về ăn cơm nghe không nhớ là phải ngoan không được nghịch ngợm đâu đấy dạ con biết rồi ạ mình đi thôi cô xuân chị xuân dẫn bé mưa đi sang nhà mình chơi lúc này chỉ còn bà mùi với anh nam bà mùi nói cái xuân có vẻ rất quý bé mưa nhà mình nhỉ vâng con cũng thấy vậy đấy nếu như cái xuân chịu làm mẹ con bé thì tốt quá ơ mẹ nói linh tinh cái gì vậy ạ à? thì mẹ chỉ nói nếu như thôi mà cái mưa nhà mình chịu thiệt thòi nhiều quá mẹ thương nó lắm con ạ à. anh nam giọng buồn rầu nói thì con cũng thương con bé lắm chứ nhưng biết làm sao được hả à mẹ tại số con vất vả nếu không thì vợ con cũng sẽ không bỏ con mà đi con vẫn lặng tình với con hương như thế nếu không thì mấy năm nay con đã đi kiếm vợ mới rồi không phải vì lý do đó đâu mẹ ạ một lần đổ vỡ như thế là đã quá đủ với con rồi con muốn sống một cuộc sống bình yên với con gái con thôi với lại con sợ người ta sẽ không yêu thương con gái con thật lòng rồi con bé sẽ khổ bà mùi thợ dài im lặng không nói thêm lời nào bà hiểu rằng không có người phụ nữ nào muốn lấy một người đàn ông đã từng có vợ và có con riêng như anh nam bà cũng lo lắng rằng nếu có ai đó chấp nhận liệu họ có thật lòng đối xử tốt với cái bé mùi hay không anh nam vào bếp nấu cơm Cơm nước đã xong, anh Nam định gọi cái mưa về ăn cơm thì thấy chị Xuân đã dẫn con bé về. Mưa về rồi đấy hả con? Bố đang định sang đón con về đây. Con đói chưa? và ăn cơm nhé, bố nấu xong rồi đấy. Anh Nam nấu món gì mà thơm thế ạ? À? Có món cá kho với cả lồi canh rau vặt hái ở ngoài vườn thôi cô Xuân ạ. À. Ôi mới nghe thôi mà bụng em đã đói cồn cào rồi đây này. Nếu không chế, mời cô ở lại ăn cơm với gia đình tôi luôn. Dạ thôi, tôi phải về rồi. Cô Xuân, cô ở lại ăn cơm với con đi bé mưa nắm tay chị Xuân lăn nỉ. Chị Xuân không lỡ lòng để bé mưa thất vọng nên đã đồng ý ở lại ăn cơm với gia đình anh Nam. Bốn người quây quần bên mâm cơm trò chuyện vui vẻ. Đã lâu lắm rồi, gia đình anh Nam mới có một bữa cơm đầm ấm như thế. Anh cười nhiều hơn, bé mưa cũng nói chuyện nhiều hơn. Nhìn cảnh đó, bà mùi chỉ thấm ước rằng đây là gia đình thực sự của bé mưa. Mấy ngày sau chị Xuân ghé qua quán của anh Nam, Chị có ý định nhờ anh đi cùng để mua một chiếc xe máy mới Nhằm thuận tiện hơn cho việc đi lại khi chị mở sốc quần áo ở trên phố huyện Là phụ nữ, chị Xuân không dành về chuyện xe cộ và cũng không có nhiều người thân thiết để nhờ vả Người đầu tiên chị nghĩ đến lại là anh Nam Khi thấy chị Xuân tới, anh Nam vui vẻ chào đón Chị Xuân ngập ngừng nói Anh Nam này, em định mua một chiếc xe máy mới để tiện đi lại khi mở sốc quần áo Nhưng mà em không dành về xe cộ lắm anh có thể đi cùng với em chọn xe được không anh nam mỉm cười gật đầu đồng ý ngay lập tức được chứ thế cô xuân định mua xe gì rồi em định mua xe vision dòng xe ga thì tôi thấy xe này khá hợp với cô đấy giá cả phải chăng mà mẫu mã cũng đẹp nữa vậy mình đi luôn chứ ạ à? ừ cô xuân chờ tôi một chút nhé tôi đóng quán rồi mình đi luôn hai người cùng nhau ra khỏi quán trên đường đi họ trò chuyện vui vẻ chia sẻ nhiều câu chuyện về cuộc sống và công việc khi đi ngang qua một cửa hàng đã đóng cửa bên ngoài có ghi biển cho thuê chị xuân nói anh nam dừng lại anh nam cho em dừng ở đây một tí hả anh nam dừng lại lo lắng hỏi có việc gì vậy cô xuân ở đây có dám biển cho thuê mặt bằng này anh anh nam thấy chỗ này thế nào anh nam ngó nghiêng một chút rồi nói chỗ này là mặt đường lớn dân cư đông đúc tôi nghĩ cũng khá là thuận tiện đấy nhưng mà tôi sợ tiền thuê hơi cao vâng cái đó em sẽ cân nhắc ạ à. để em lấy số điện thoại của người ta đã lát về mình gọi hỏi người ta sau thế cô định bán cho đối tượng nào đồ nam nữ hay là của trẻ em em cũng chưa biết nữa anh ạ à. có lẽ sau khi mua được xe máy rồi em sẽ đi khảo sát một vòng quanh đây tôi thấy ở đây gần các trường học với lại dân công sở nhiều cô lên lấy mỗi thứ về một ít mà bán sau đó sẽ xem xét thị hiếu của một người dân ở đây rồi quyết định bán cho đối tượng nào cho nó phù hợp em không nghĩ anh nam lại hiểu biết như vậy đấy tôi hay đi lấy hàng ở trên này cho nên tôi cũng biết sơ qua thôi cô không cần để tâm những cái lời tôi nói đâu. Không, em thấy anh nói hợp lý đấy. Thôi, mình đi mua xe nhanh rồi về kẻo trời nắng. Vâng. Tại cửa hàng xe máy, anh Nam tận tình hướng dẫn chị Xuân từ việc kiểm tra động cơ, so sánh các mẫu xe đến việc thỏa thuận giá cả. Với sự giúp đỡ của anh, chị Xuân nhanh chóng chọn được một chiếc xe ưng ý. Sau một tháng sang sửa chuẩn bị, sốc của chị Xuân đã chính thức khai trương. Ngày đầu tiên, khách hàng kéo đến Đông Nghịt, khiến chị Xuân vừa mừng vừa lo. Trước tình hình đó, chị đã nhờ anh Nam lên hỗ trợ cùng. Buổi tối khi cửa hàng bắt đầu vắng khách, chị Xuân và anh Nam mới có thời gian ngồi lại cùng nhau. Chị Xuân không giấu được niềm vui và cảm kích, nói với anh Nam Em cảm ơn anh nhiều lắm, nhờ có anh mà buổi khai trương hôm nay mới thành công như vậy. Anh Nam cười nhẹ Không có gì đâu, tôi rất vui khi thấy cô làm ăn thuận lợi. Cố gắng lên, tôi chúc cho sốc của cô sẽ còn phát triển hơn nữa sắp tới ngày đến trường của bé mưa mà anh nam vẫn chưa sắm được gì cho con bé cả mưa thấy bạn tèo đã có cặp sách quần áo mới mà mình chưa có gì thì chạy về khóc lóc với bố anh nam thấy con khóc thì lo lắng hỏi mưa sao con lại khóc vậy con đau ở đâu bố bạn tèo có quần áo mới có cặp sách mới rồi mà sao con chưa có ạ à? ừ bố xin lỗi bây giờ bố chờ con đi mua nhé bố con anh nam vừa đi ra khỏi ngõ thì đụng ngay chị xuân vừa đi tới chị xuân hỏi Hai bố con anh Nam đi đâu đây Bố chở cháu đi mua cặp sách với quần áo mới quả Mưa nhanh nhẩu đáp Sao giờ anh mới chở con bé đi mua Sắp vào năm học mới rồi Em tưởng anh phải chuẩn bị từ trước rồi chứ Anh Nam gãi đầu Tôi sợ ý quá Bài lo việc mà tôi quên mất Mấy hôm nay con bé thấy bạn có đồ mới rồi Mà mình chưa có cho nên đã về khóc với tôi Lúc đó tôi mới nhớ ra đấy Vừa hay em cũng có việc đi lên trên phố huyện Để em đưa con bé đi mua cho anh đàn ông con trai nhiều khi không dành bằng phụ nữ bọn em đâu. Không dám phiền cô đâu. Cô cứ đi làm việc của mình đi. Tôi đưa con bé đi được rồi. Không phiền gì đâu anh ạ. Mưa, con thích đi cùng cô Xuân hay là đi với bố Nam đây? Đi với cô Xuân ạ. À? Nói rồi mưa xuống xe của anh Nam rồi nhảy tót lên xe của chị Xuân ngồi. Khi đã yên vị mưa nói Đi thôi cô Xuân. Ok, mưa ngồi chắc nhá. Dạ. Anh Nam chỉ biết lắc đầu nhìn theo bóng dáng của hai cô cháu đi khuất hai tiếng sau chị xuân và bé mưa trở về trên tay bé mưa đầy những túi to túi nhỏ anh nam hỏi hai cô cháu mua gì mà nhiều đồ thế bố ơi cô xuân mua nhiều đồ cho con lắm bố thấy cái cặp này có đẹp không ạ bé mưa hớn hở hổ khoe ừ đẹp lắm con gái rồi anh nam quay sang nói với chị xuân cô mua đồ cho con bé hết bao nhiêu thì để tôi gửi ôi giời có bao nhiêu đâu anh em mua tặng cho con bé đấy không được cô cho con bé nhiều rồi tôi chưa giúp gì được cho cô tôi ngại quá anh đừng khách sáo như thế, anh giúp em đi mua xe máy còn gì. Chuyện đó, thôi em về đây, cô về nha mưa. Dạ con cảm ơn cô Xuân ạ, con chào cô. Mưa cuối cùng cũng đã bước vào lớp 1. Những ngày đầu đến trường, bé còn nhiều bỡ ngỡ với bạn bè mới, ngôi trường mới và thầy cô mới. Buổi sáng đầu tiên, bé Mưa được anh Nam và bà Mùi dắt tay đến trường. Chị Xuân cũng có mặt để động viên bé, làm cho Mưa cảm thấy yên tâm hơn. Mưa mặc đồng phục mới, đeo chiếc cặp nhỏ xinh và nhìn mọi thứ xung quanh với ánh mắt tò mò pha chút lo lắng. Mưa bám chặt tay bà mùi, ánh mắt tìm kiếm sự quen thuộc giữa đám đông. Chị Xuân cúi xuống, nhẹ nhàng nói với bé. Con đừng lo lắng quá, cứ thoải mái lên nhé. Con nhìn các bạn xung quanh kìa, các bạn ấy chạy nhảy tung tăng đấy. Bé mưa gật đầu. Khi vào đến cửa lớp, mưa được cô giáo chủ nhiệm ân cần đón tiếp, giới thiệu với các bạn cùng lớp. Mưa chào các bạn, dù còn e rè thế nhưng trong ánh mắt đã lóe lên sự vui vẻ và hứng thú những ngày sau đó mỗi buổi sáng anh nam vẫn đưa bé mưa đến trường chị xuân thỉnh thoảng cũng sẽ đến thăm mang theo những món quà nhỏ để khích lệ bé mưa dần dần làm quen với bạn bè bắt đầu tham gia vào các trò chơi và hoạt động của lớp với sự quan tâm và yêu thương từ gia đình mưa nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới bé bắt đầu kể cho mọi người nghe những câu chuyện ở trường về những người bạn mới và các bài học thú vị những bỡ ngỡ ban đầu dần tan biến Nhường chỗ cho niềm vui và sự hào hứng Của một bé hồn nhiên ngây thơ Hôm nay chị Xuân lại được mời ăn cơm Ở nhà anh Nam Theo lời năn nỉ của bé Mưa Trong bữa ăn Mưa díu dít kể chuyện ở trường Khiến cho không khí càng thêm ấm áp Chị Xuân nhìn ánh mắt lấp lánh của bé Mưa Trong lòng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc lây Anh Nam thỉnh thoảng quay sang nhìn chị Xuân Ánh mắt tràn đầy sự biết ơn Chị Xuân không chỉ mang đến niềm vui cho bé Mưa mà còn giúp anh cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình thực sự. Bà Mùi ngồi lặng lẽ nhìn ba người, trong lòng tràn ngập hy vọng. Bà thầm nghĩ rằng nếu chị Xuân có thể ở lại và trở thành một phần của gia đình này, thì bé mưa sẽ có được một mái ấm trọn vẹn, một gia đình mà bà luôn mong ước cho cháu gái của mình. Bà mang nỗi niềm đó sẽ bày với anh Nam khi chị Xuân đã về. Nam này, mẹ thấy cái Xuân rất yêu quý bé mưa nhà mình đấy. Hình như nó có tình cảm đặc biệt với con không có đâu mẹ chắc là xuân chỉ thấy con bé đáng thương cho nên muốn giúp đỡ thôi mẹ hỏi thật nhé con có tình cảm gì với cái xuân không câu hỏi của bà mùi làm cho anh nam bối rối hình như anh nam đã dành cho chị xuân một tình cảm đặc biệt thế nhưng anh không dám nói thấy anh nam im lặng bà mùi biết mình đã đoán đúng bà nói nếu con có tình cảm với cái xuân thì nói cho nó biết đi anh nam đành thú thật với bà mùi nói làm gì à mẹ xuân còn trẻ lại chưa lập gia đình đời nào cô ấy chịu chấp nhận một người như con chứ con không thử thì làm sao biết được mẹ tin là cái xuân có tình cảm với con nếu không thì nó làm sao mà quan tâm con cũng như cái mưa nhà mình như thế mà cái mưa cũng thích cô xuân còn gì xuân mới về hơn một tháng mà mẹ làm gì mà có tình cảm nhanh như thế được con khở quá chuyện tình cảm thì làm sao mà nói trước được hả con người ta là con gái nói ra thì cũng ngại mẹ nghĩ con nên chủ động vẫn hơn nếu mà nó không đồng ý thì cả hai đứa vẫn vui vẻ như bây giờ, có mất gì đâu nào. Con thấy mẹ nói đúng không? Vâng, thế để hôm nào con sang nhà cô Xuân nói chuyện. Hai ngày sau, anh Nam lấy hết can đảm quyết định sang nhà chị Xuân để nói chuyện. Vừa tới nhà, anh Nam đã nghe chị Xuân đang nói chuyện với mẹ. Mẹ chị Xuân nói, con có thai phải không Xuân? Mẹ, sao mẹ biết ạ? Mẹ là mẹ của con đấy, nhìn biểu hiện của con mấy ngày nay là mẹ biết. Con có thai với ai? Con, nói mau. Mẹ chị Xuân gắt, là người yêu của con trước đây, lúc con còn làm ở trong Nam ạ. À. Sao? Trong Nam? Vậy nó có biết chuyện con có thai chưa? Con đã nói với nó chưa? Chị Xuân đã ấp ống kể lại mọi việc. Con, con bị nó lừa mẹ. Nó có vợ con rồi mà nó lừa con. Con nhẹ dạ cho nên đã tin vào lời đường mật của nó. Nó theo vợ con ra nước ngoài rồi, bây giờ không liên lạc được. Trước khi đi, nó gửi cho con một ít tiền, bảo con về quê làm ăn. Lúc đó con chưa biết mình có thai Mẹ chị Xuân đánh liên tiếp vào người chị Xuân ơi là Xuân Sao con lại ngu dại thế hả Đời mẹ đã một lần lầm lỡ Bây giờ con lại đi vào vết xe đổ của mẹ là sao Con không nhớ mẹ con mình đã sống cơ cực thế nào à Mẹ bị người đời họ khinh bỉ ra sao Khi mẹ chửa hoang à Con sao mà sống với cái miệng lưỡi thiên hạ đây Chị Xuân khóc lóc không biết nói gì vào lúc này Hai mẹ con im lặng một hồi lâu sau đó chị Xuân lên tiếng Mẹ ạ Nếu như con lấy chồng Thì sẽ không mang tiếng là gái chửa hoang đúng không mẹ Lấy chồng Nhưng mà lấy ai mới được chứ Anh Nam Con sẽ lấy anh Nam Thằng Nam có bà mùi đó hả Vâng Con thấy anh Nam hình như có tình cảm với con Bé mưa nhảy nghe ấy cũng rất thích con Khi con với anh ấy đã là vợ chồng rồi Thì chuyện con mang thai là hoàn toàn bình thường đúng không mẹ Con định bắt thằng Nam đổ vỏ hả Con đâu có cách nào khác đâu bây giờ chỉ còn cách này thôi không thì con làm sao mà sống yên được trong cái làng này thế còn cái thai con định giải thích như thế nào với thằng nam sau này con sẽ nói là con sinh non như thế sẽ khớp với thời gian con và anh ấy làm vợ chồng như vậy thì tội cho thằng nam lắm con ạ à. mà con bữa giờ qua lại bên đó con đối xử tốt với cái mưa là vì mục đích này mẹ nghĩ con gái mẹ tệ như thế sao tình cảm của con với bố con anh nam là thật lòng mẹ ạ con chỉ lừa dối anh ấy mỗi việc con mang thai thôi Ngày mai con sẽ thổ lộ tình cảm của mình với anh Nam Chứ chờ anh ấy nói trước Chắc bụng con sẽ tao mắt Mẹ chị Xuân thở dài Không còn cách nào khác hả con Mẹ thấy tụi thằng Nam lắm Đời nó đã khổ lắm rồi Thế mẹ muốn con phá bỏ đứa con này ư Thôi thì tùy con Mẹ không có ý kiến Cuộc nói chuyện của mẹ con chị Xuân Đã được anh Nam ở bên ngoài nghe không sót một câu Anh Nam lặng lẽ ra về Trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ Anh không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào nếu như anh không vô tình nghe được thì sẽ ra sao? Chị Xuân sẽ lừa dối anh đến bao giờ? Anh tin tưởng chị Xuân bao nhiêu thì bây giờ lại thất vọng bấy nhiêu. Về đến nhà, bà mồi thấy anh Nam trông thất thần thì hỏi. Cái Xuân nó không đồng ý hả con? Xuân, Xuân không có nhà mẹ. Anh Nam không biết trả lời bà như thế nào nên đành nói dối như vậy để bà không hỏi anh nữa. Ngày hôm sau, chị Xuân hẹn gặp anh Nam để nói chuyện. Thấy vẻ mặt anh Nam không vui, chị Xuân hỏi. Anh Nam Hôm nay anh không khỏe ạ à? Anh không sao Em gặp anh có việc gì vậy Chị Xuân hít một hơi Lấy hết can đảm để nói về suy nghĩ của mình Anh Nam này Em thích anh Em biết anh cũng thích em có phải không Chúng ta cho nhau một cơ hội nhé Anh Nam đã chuẩn bị trước cho tình huống này Cho nên nhẹ nhàng đáp Anh xin lỗi Anh không muốn đi thêm bước nữa đâu Anh muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho con gái của anh thôi em cũng có thể chăm sóc tốt cho bé mưa mà anh anh đã là đàn ông đã có vợ còn có con nữa anh không xứng đáng với em đâu em không quan trọng đến điều đó đâu chẳng nhẽ anh không cảm nhận được tình cảm của em sao anh xin lỗi nhưng mà anh không thể tại sao chứ anh nam muốn nhẹ nhàng từ chối thế nhưng chị xuân lại kiên quyết cho nên anh đành phải nói thẳng em đừng kích động kẻo ảnh hưởng đến cái thai trong bụng chị xuân sửng sốt khi nghe anh nam nói vậy chị lắp bắp sao sao anh biết Điều đó không quan trọng đâu em ạ. À. Quan trọng là em muốn lừa dối anh. Em muốn anh là người đổ vỏ cho em có phải không? Em, em xin lỗi. Nhưng mà tình cảm em dành cho anh và bé mưa là thật lòng. Xin anh hãy tin em. Thôi em về đi, anh mệt rồi. Chị Xuân đau lòng ra về. Chị Xuân cảm thấy xấu hổ, không còn mặt mũi nào nhìn mặt anh Nam nữa. Từ đó chị Xuân không qua nhà anh Nam nữa. Chị Xuân vì muốn tránh mặt anh Nam, lên đã ở hẳn trên phố, lâu lâu về nhà thì chị đi đường vòng, không dám đi qua nhà anh Nam. Bà Mồi biết chuyện của chị Xuân thì chỉ biết thở dài. Hôm nay chị Xuân đi ngang qua nhà anh Nam thì thấy mọi người đứng ở ngõ cứ bàn ra tán vào. Chị Xuân tò mò dừng lại hỏi một người gần đó: Có chuyện gì mà mọi người đứng ở đây đông vậy cô? Nghe bảo vợ thằng Nam quay về đòi lại cái mưa. Thằng Nam với bà Mồi không chịu nên hai bên đã cãi vã nhau. Vợ thằng Nam còn mời luật sư đến làm việc nữa. Nghe bảo con Hương dạo này khác lắm, trông giàu có và sang trọng lắm. Kiểu này chắc thằng Nam lại mất cái mưa về tay vợ nó rồi cho mà coi. Khổ thân, lùi con vất vả bao nhiêu năm lại bị vợ về giành mất. Làm gì có chuyện vô lý đó được ạ? À? Chị Xuân tức giận nói lớn. Dù sao cũng là việc của gia đình họ, mình là người ngoài không nên xem vào cháu ạ. À. Chị Xuân bình tĩnh lại rồi hỏi, Thế bé mưa nó muốn ở với bố hay mẹ à? Nó muốn cả hai. Thấy mẹ nó về mua cho nó bao nhiêu là quà Nó thích lắm Cũng đúng thôi Từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của mẹ mà Nay có mẹ thì đứa nào mà chả mừng Nhưng mà con bé cũng muốn ở với bố Mọi người đều xót thương cho anh Nam Gà chống nuôi con mấy năm trời Nay vợ anh lại quay về đòi giành quyền nuôi bé mưa Khiến ai cũng bất bình Chị Xuân không thể để cho chị Hương dễ dàng cướp bé mưa như vậy Nên quyết định tìm cách giúp anh Nam Chị Xuân có quen biết một chị luật sư người thường xuyên đến shop mua quần áo sau khi suy nghĩ kỹ chị xuân hẹn gặp chị luật sư đó để kể về tình hình của anh nam tại quán cà phê nhỏ chị xuân kể chi tiết về việc anh nam đã vất vả nuôi dưỡng bé mưa suốt những năm qua trong khi chị hương bỏ đi và không hề có trách nhiệm gì với con chị luật sư lắng nghe rồi gật đầu ra vẻ đã hiểu chuyện và nói ok chị sẽ nhận vụ này chị sẽ giúp em và anh nam chị nói thật chứ ạ à? ừ chị cũng rất bất bình khi bé mưa có một người mẹ như vậy Vậy chúng ta phải làm thế nào ạ chị? Bây giờ chúng ta chỉ cần thu thập đủ bằng chứng chứng minh rằng chị Hương đã ngoại tình và bỏ rơi bé mưa suốt một thời gian qua. Nếu có đủ bằng chứng, tòa sẽ không giao quyền nuôi con cho chị Hương vì chị ta không đủ tư cách làm mẹ. Chị Xuân cảm thấy rất vui khi biết rằng mình đã tìm đúng người để giúp đỡ. Sau cuộc gặp, chị Xuân và chị luật sư bắt đầu lên kế hoạch thu thập chứng cứ. Trước khi cho chị luật sư gặp anh Nam để bàn việc, Chị Xuân đã đến gặp anh Nam trước Anh Nam, anh nói chuyện với em có được không? Có chuyện gì không hả à, cô Xuân? Anh vẫn giận em chuyện cũ hả? À? Em xin lỗi, nhưng mà em đến đây gặp anh là vì chuyện khác Cô Xuân nói đi, tôi nghe đây Có phải mẹ bé mưa đã quay lại Và muốn giành quyền nuôi con với anh về không? Anh Nam buồn không muốn nói Chỉ gật đầu, chị Xuân hỏi tiếp Thế bây giờ anh biết làm gì? Anh đồng ý với chị Hương sao? Anh chấp nhận để con bé theo mẹ nó sao? không đồng ý thì còn cách nào nữa đâu. Mẹ con bé còn mời cả luật sư đến nữa rồi. vị luật sư đó nói rằng phần thắng sẽ nghiêng về Hương vì cô ấy có điều kiện tốt hơn để nuôi con, trong khi tôi lại thu nhập không ổn định. chúng ta vẫn còn cách anh ạ. À. vấn đề là anh có muốn giành quyền nuôi bé mưa với chị Hương không thôi. thấy con bé quấn quýt bên mẹ như vậy tôi cũng không nỡ. từ nhỏ nó đã thiếu vắng tình cảm của mẹ rồi. tôi nghĩ nó ở với mẹ sẽ tốt hơn vì cô ấy có điều kiện hơn tôi. Thấy anh Nam nhu nhược như vậy Chị Xuân bực mình gắt Sao anh nói như thế được Công anh chăm sóc con bé bao lâu nay cực khổ như thế Chị ta không nuôi được một ngày nào Bây giờ lại đòi nhận con là sao Sao anh bỏ cuộc dễ dàng như thế Lẽ nào anh không thương cái mưa Anh Nam vẫn im lặng không nói Chị Xuân nói tiếp Anh mà để chị ta nuôi con Là anh sẽ không được gặp bé mưa nữa đâu Anh định để cho bé mưa sống với cha dượng của nó à Người đàn ông đi cùng với vợ anh Em đã nhìn thấy Hắn ta rất bậm trợn hung dữ dạo gần đây báo đài đưa tin đầy vụ cha dượng hành hạ đánh đập con riêng của vợ thậm chí còn dở trò đồi bại nữa anh không sợ bé mưa sẽ gặp những chuyện đó sao chị xuân chỉ nói đại như vậy thôi chứ chị cũng chưa nhìn thấy người đàn ông đó chị xuân chỉ muốn nói để cho anh nam biết tầm quan trọng của vấn đề và suy nghĩ lại anh nam nghe những lời chị xuân nói thì có chút sợ hãi những gì chị xuân nói không phải là không xảy ra suy nghĩ một lúc anh nam tự tin nói cô xuân nói đúng tôi sẽ đấu tranh đến cùng để giành lại quyền nuôi con. Bây giờ cô bảo tôi làm gì tôi sẽ làm theo. Chỉ cần bé mưa không phải đi theo mẹ nó là được. Chị Xuân mỉm cười. Có thế chứ, anh bây giờ mới đúng là anh Nam mà em đã quen đây này. Em có quen với một người làm luật sư. Ngày mai em sẽ đưa chị luật sư đến đây để nói chuyện với anh. Cô Xuân, cảm ơn cô nhiều lắm. Tại sao tôi đối xử với cô như vậy mà cô vẫn tốt với bố con tôi thế? Em nói rồi, em đối với bố con anh là tình cảm chân thành. Chỉ có đứa bé trong bụng em... Vừa nói chị Xuân vừa lấy tay sờ lên bụng. Anh Nam cũng nhìn theo tay chị Xuân và hỏi. Mấy tháng rồi? Hơn 3 tháng anh ạ. À. Còn nhỏ nên chưa thấy bụng mấy. Nếu không chắc em không dám về ngôi làng này mất. Anh biết mọi người ở đây rồi đấy. Lúc nào bụng to chắc em sẽ về thành phố huyện luôn để đến khi sinh. Tôi xin lỗi. Cố gắng lên nhé. Vâng, cảm ơn anh. Ngày hôm sau, chị Xuân đưa luật sư đến nhà anh Nam để nói chuyện. Anh Nam... Đây là luật sư Kim Thảo, người em đã nói trước đó với anh. Luật sư Thảo sẽ hướng dẫn anh những thủ tục cần thiết, có gì thắc mắc anh cứ hỏi trực tiếp chị ấy nhé. Còn đây là anh Nam, người mà em đã kể cho chị nghe về hoàn cảnh của anh ấy. Sau khi chào hỏi và làm quen, ba người bắt đầu lập kế hoạch, trước tiên cần có người theo dõi chị Hương để chụp ảnh và ghi âm làm bằng chứng chị ta ngoại tình. Anh Nam sẽ đi thu thập ý kiến từ người dân trong làng, chứng minh rằng anh đã chăm sóc bé Mưa từ lúc mới sinh trong khi chị hương bỏ đi biệt tâm nếu cần sẽ đưa chị hoa người đã từng cho bé mưa bố nhờ khi mẹ bé bỏ đi lên tòa làm nhân chứng mọi việc cần được tiến hành nhanh chóng để không cho bên kia kịp trở tay để thực hiện kế hoạch này cả ba người phân chia công việc rõ ràng chị xuân sẽ đảm nhận nhiệm vụ thuê một thám tử tư để theo dõi chị hương người theo dõi chị hương được giao nhiệm vụ phải kín đáo và cẩn thận tránh bị phát hiện trong khi đó thì anh Nam bắt đầu tiếp cận từng hộ gia đình trong làng, nhờ họ xác nhận việc anh đã chăm sóc bé Mưa từ khi sinh. Anh ghi chép cẩn thận lời khai của họ và xin chữ ký xác nhận. Anh cũng đã tìm gặp chị Hoa, thuyết phục chị sẵn sàng ra làm chứng nếu cần. Chị Hoa đồng ý giúp đỡ. Khi tất cả đã sẵn sàng, họ cùng xem lại tất cả hồ sơ một lần nữa, bằng chứng ngoại tình của chị Hương được lưu trữ an toàn. Những lời khai và chữ ký của người dân đã được thu thập đầy đủ và chị Hoa cũng chuẩn bị tâm lý để làm chứng. Họ quyết định sẽ lộp đơn lên tòa án vào đầu tuần tới để đẩy nhanh quá trình tố tụng. Tại phiên tòa, bằng những lời lẽ đanh thép, luật sư Thảo đã khiến cho vị luật sư bên chị Hương không thể phản bác. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và những lập luận sắc bén, luật sư Thảo đã trình bày một cách rõ ràng và thuyết phục những bằng chứng về việc chị Hương ngoại tình và bỏ rơi con. Những bằng chứng của chị đã làm cho phiên tòa nghiêng về phía hoàn toàn có lợi cho anh Nam. Luật sư bên chị Hương lúng túng, không thể tìm ra được lập luận hợp lý hơn để phản bác những chứng cứ mà luật sư Thảo đã đưa ra. Sự im lặng và lúng túng của họ càng làm rõ thêm sự thật không thể chối cãi về hành động sai trái của chị Hương. Cuối cùng, tòa án đã đưa ra quyết định công minh, trao quyền nuôi dưỡng bé Mưa cho anh Nam, người đã chứng minh được tình yêu thương và sự chăm sóc tận tâm của mình dành cho con. Khi nghe phán quyết, anh Nam và chị Xuân đều thở phào nhẹ nhõm bé mưa sẽ tiếp tục được sống trong vòng tay yêu thương của bố và những người thân yêu thắng vụ này công lớn thuộc về luật sư kim thảo đặc biệt nếu không có chị xuân có lẽ anh nam đã buông tay và giao bé mưa cho chị hương bước ra từ tòa án trời bỗng đổ cơn mưa dường như những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của anh nam đều bắt nguồn từ những cơn mưa thế nhưng lần này cơn mưa mang theo ý nghĩa của sự thanh tẩy và khởi đầu mới nó sẽ rửa trôi tất cả những muộn phiền và đau khổ từ bây giờ anh nam sẽ sống một cuộc đời mới tốt đẹp hơn cùng người mà anh yêu thương anh nam dần nhận ra tình cảm chân thành mà chị xuân dành cho mình anh cũng đã suy nghĩ về việc sẽ đến với chị xuân mặc dù chị xuân đã từng lừa dối anh về đứa bé trong bụng nhưng anh nhận thấy chị là một người tốt thật lòng yêu thương bé mưa anh nam nghĩ lên cho mình cũng như cho chị xuân một cơ hội anh nam quyết định nói chuyện thẳng thắn với chị xuân anh bày tỏ lòng biết ơn vì tất cả những gì chị đã làm cho anh và bé mưa cảm ơn em vì thời gian qua đã giúp đỡ anh và bé mưa nếu không có em thì không biết bố con anh sẽ như thế nào nữa qua những chuyện vừa rồi anh đã suy nghĩ rất nhiều anh đã nhận ra tình cảm của mình dành cho em sơn à em có còn thương bố con anh nữa không chị xuân ngượng ngùng gật đầu anh nam lại gần lắm lấy tay của chị xuân thổ lộ từ bây giờ em hãy cho phép anh được ở bên cạnh em nhé cho phép anh được làm bố của đứa bé trong bụng em Có được không Xuân Anh không chê với em chứ Không Anh có con Em cũng có con Gia đình mình bốn người sẽ sống thật hạnh phúc em nhé Bé mưa biết nó sắp có em chơi cùng Chắc sẽ vui lắm đấy Là trai hay là em gái Trai Tốt quá Nhà mình như vậy là đủ lép đủ tẻ rồi Anh Nam ôm chị Xuân Chị Xuân rơi nước mắt Không phải vì buồn mà là vì hạnh phúc anh Nam và chị Xuân quyết định sẽ cùng nhau xây dựng một cuộc sống mới, nơi tình yêu và sự chân thành sẽ là nền tảng vững chắc cho gia đình họ. Bé Mưa sẽ tiếp tục lớn lên trong vòng tay yêu thương của cả bố và chị Xuân, người đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cô bé và từ đây, cuộc sống của họ sẽ bình yên và hạnh phúc hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết câu chuyện trên kênh của chúng tôi. Hy vọng rằng câu chuyện trên đã mang lại cho các bạn cảm xúc lắng đọng. Hãy like và subscribe để không bỏ lỡ những câu chuyện mới nhất từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau. Bố chồng khó ưa. Giọng nói của ai đó vang lên từ chiếc loa phát thanh được đặt ngay trước ngõ nhà Thoa, hình như hôm nay hội phụ nữ trong thôn đang họp bàn để tổ chức ngày lễ mùng 8 tháng 3. Thoa cẩn thận đóng cánh cửa sổ, cô quay vào hỏi Hưng. Con đã viết xong hết bảng chữ cái chưa đấy? Con đang làm, nhưng ồn quá mẹ. Con không thể tập trung được. Con chịu khó một chút nhé, hôm nay các bà các mẹ có công việc nên hơi ồn ào. Không phải vậy đâu, con thấy ồn vì hình như có tiếng ai đang khóc ở gần đây. Nghe Hưng nói thế, Thoa liền lắng tai nghe và quả đúng là từ hướng nhà bố mẹ chồng cô đang có tiếng khóc lóc thoa nghĩ người đang khóc không ai khác chính là bà hồng không biết đã xảy ra chuyện gì mà bà hồng lại khóc như vậy thoa vội vàng dặn dò hai đứa con ở nhà học bài và chạy sang nhà bố mẹ chồng của cô tiếng khóc ngày càng một lớn hơn bóng đèn ngoài sân được bật sáng trưng thoa nhanh chóng bước vào thì thấy bà hồng đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo còn ông huệ thì đang cầm một cái gậy và đánh liên tục vào người bà hồng thoa hốt hoảng ngăn cản ông huệ bố bố dừng tay đi có chuyện gì bố cứ nói chuyện với mẹ là được mà sao bố lại đánh mẹ thế này ông huệ vẫn không chịu dừng tay lại ông để ngã thoa ra và lớn tiếng chị là con dâu ai cho chị ra mặt dạy bảo tôi thế hả không phải con dạy bảo bố mà con chỉ mong muốn bố có thể bình tĩnh lại thôi bạo lực là chuyện không nên Bố đừng làm như thế này nữa. Còn cái ngu dốt thì phải dạy. Vợ ngu dốt cũng cần phải dạy. Bà chẳng có cách nào dạy tốt hơn, hiệu quả hơn là dạy bằng đòn roi cả. Ông Huệ vẫn tiếp tục đánh bà Hồng. Thoa không khuyên ngăn được ông nên bèn phải hô hoán lên. Nhưng hàng xóm xung quanh đây đều chỉ nghe thấy tiếng loa phát thanh mà không nghe thấy tiếng gọi của Thoa. Người dân ở quê cũng có thói quen đi ngủ sớm. Mới hơn 8 giờ tối là họ đã khóa hết cổng. Thoa chẳng biết làm cách nào để nhờ họ giúp đỡ. Ông Huệ vẫn tiếp tục chút cơn tức giận lên người bà Hồng, cho đến khi mồ hôi bắt đầu chảy nhễ nhại từ trên trán xuống cỏ má thì ông mới chịu dừng tay lại. Thoa vội đỡ bà Hồng sang nhà cô, nhìn mẹ chồng bị bố chồng đánh đập dã man như thế, khiến Thoa không khỏi đau lòng. Thoa rơm rớm nước mắt con xin lỗi mẹ Thấy bố đánh mẹ như thế Nhưng con cũng không biết làm cách nào để ngăn cản được bố Bà Hồng có lẽ vì quá đau đớn Nên miệng bà không cất thành lời Bà chỉ liên tục lắc đầu Thoa vội lấy đá lạnh trường vào những vết thương trên người bà Hồng Khuôn mặt bà Hồng nhăn nhó Chắc chắn bà đang cảm thấy đau đớn lắm Mà không phải chỉ là đau đớn về thể xác Mà cả đau đớn về tinh thần Thoa không biết cô nên nói lời nào để an ủi bà Hồng vào lúc này hay không. Cô chỉ biết ngồi im lặng và băng bó những vết thương cho bà. Một lát sau, Thoa mới lấy hết can đảm để hỏi bà: "Hay là con đưa mẹ ra trạm y tế khám nhé? Con sợ đôi khi có những vết thương ảnh hưởng ở bên trong ấy." "Không sao đâu con ạ. Bây giờ mẹ thấy đỡ hơn rồi. Con đừng lo lắng quá." thế tối nay mẹ ngủ lại đây đi ạ à? con sợ bố vẫn đang tức giận mẹ mà về nhà bố lại làm chuyện không hay với mẹ ừ thế mẹ ở lại đây một hôm cũng được thoa dìu mẹ chồng vào căn phòng trống trong nhà cô lấy thêm cho bà một chiếc chăn mỏng và một chiếc gối mới cứ một lát thoa lại đi qua và ngó vào phòng xem bà hồng đã ngủ hay chưa Cô nhìn thấy nét mặt bà thoáng buồn, tay bà vắt lên chán, trông rất ưu tư. Chắc chắn trong lòng bà đang có nhiều suy nghĩ chưa thông tỏ. Thoa về làm dâu ông Huệ bà Hồng đã được 6 năm. Cô không phải là người vùng này nên không rõ trước đây hai ông bà sống với nhau như thế nào và đã từng xảy ra những chuyện gì. Chỉ biết người làng này đồn đại rằng ông Huệ siêu khó tính và bà Hồng đã phải chịu khổ rất nhiều vì ông Huệ. Thoa cũng có thể hiểu được phần nào đó bởi giữa ông Huệ và bà Hồng có rất nhiều sự khác biệt. Ông Huệ là người đứng đầu trong dòng họ bùi ở vùng này. Ông cũng biết làm ăn, tính toán nên tiền bạc trong nhà phải nói là dư thừa. Ông cho người trong làng vay tiền và lấy lãi suất ở mức vừa phải. Thế nhưng không phải ai cũng được ông cho vay còn bà hồng lại là một người phụ nữ thôn quê thật thà và không giỏi tính toán bà hay thương người dễ mềm lòng và có tính cách trái ngược hoàn toàn đối với ông huệ bản chất con người đâu phải là thứ có thể dễ dàng thay đổi bà hồng vẫn giữ nguyên những nét tính cách đó dù đã chung sống với ông huệ bao nhiêu năm nay ông huệ thường xuyên nạt nộ bà hồng như nạt đứa trẻ con nhưng đến mức đánh bà hồng như thế này thì ông huệ đã đi quá xa giới hạn sang ngày hôm sau khi thoa cùng bà hồng và hai đứa con nhỏ ngồi ăn sáng chung với nhau chính bà hồng là người đã kể lại những chuyện diễn ra vào tối hôm qua bà ủ rũ cất tiếng hôm qua thằng hòa nó có đến nhà bố mẹ để vay tiền con trai thằng hòa bị ốm nó đang cần tiền gấp để nộp vào cho con trai nó làm phẫu thuật mẹ gọi cho bố con nhưng không được nhìn thằng hòa lúc đó đang rất bất an mẹ sợ nếu chậm trễ một chút thì con nó có thể xảy ra nguy hiểm thế là mẹ đã cho thằng hòa vay hai chục triệu vào viện làm phẫu thuật cho con thằng hòa nó ở trong làng mình chứ chẳng phải người ở đâu xa xôi tính tình nó xưa nay cũng hiền lành chất phác mẹ nghĩ không có chuyện nó sẽ chối cãi về khoản nợ đã vay nên không làm giấy vay nợ luôn mà bảo nó cứ đến bệnh viện trước rồi có gì khi mọi việc xong xuôi nó quay lại nhà mình làm giấy vay nợ sau cũng được chuyện chỉ có thế nhưng khi bố con về nhà bố con đã rất tức giận và chửi mẹ là ngu ngốc khi không làm giấy nợ đàng hoàng và còn nói mẹ là dám qua mặt bố để quyết định mọi chuyện từ hồi còn trẻ bố con đã như thế rồi nhưng không ngờ Bây giờ đến độ tuổi này, ông ấy vẫn còn tiếp tục đánh mẹ. Bà Hồng vừa nói vừa cười chua chát. Thoa lặng lặng ngồi nghe. Cô cũng thấy ông Huệ đã hành động quá đáng và mẹ chồng cô thật đáng thương. Bà Hồng nói tiếp. Mẹ tính rồi. Đợt này mẹ sẽ về nhà ngoại sống. Mẹ không muốn phải chịu cái cảnh này nữa. Người như bố con sẽ không bao giờ chịu thay đổi đâu mẹ nói vậy nghĩa là mẹ muốn ly hôn sao tuổi này rồi còn ly hôn làm gì cho phức tạp nữa cứ xem như là bố mẹ ly thân đi bà hồng tranh thủ về bên nhà của hai ông bà lúc ông huệ đã đi vắng bà nhanh chóng xếp gọn đồ đạc rồi dặn dò thoa khi nào bố con về bố con có hỏi thì con nhớ chuyển lời của mẹ lại cho bố nhé mẹ định đi thật ạ à? Ừ, mẹ đi luôn đây. Con không cần phải tiễn mẹ đâu. Bà Hồng gọi một chiếc xe taxi đến chở bà về quê. Nhìn bà Hồng dần khuất xa, Thoa thấy lòng mình nặng trĩu. Có lẽ bà Hồng phải cảm thấy khổ tâm lắm nên mới quyết định như vậy. Thoa không biết đến khi ông Huệ về nhà, cô phải truyền lời lại làm sao để ông không nóng giận. Tiếng xe ô tô chở hàng quen thuộc của gia đình Thoa văng vẳng đầu ngõ. Hưng hí hửng nói với mẹ nó: Mẹ ơi, hình như bố về rồi thì phải. Hưng chạy nhanh ra ngoài ngõ và bắt đầu hò reo. Hai bố con trò chuyện ríu rít với nhau rất vui vẻ. Từ bên trong nhà, Thoa cũng có thể nghe thấy được. Thoa vặn nhỏ lửa nồi canh đang sôi trên bếp. Cô đi ra phía ngoài nhà. Thoa cất giọng nhẹ nhàng: Anh về rồi đấy à? Ừ mấy ngày nay ba mẹ con ở nhà có chuyện gì xảy ra không ba mẹ con em vẫn bình thường nhưng bố mẹ thì có chuyện xảy ra thật rồi anh ạ kim hoảng hốt khi nghe thoa nói đêm đó mặt anh hơi ửng đỏ miệng anh lắp bắp sao đấy bố mẹ bị gì à hôm qua bố và mẹ có mâu thuẫn với nhau bố đánh mẹ ngay trước mặt em nhưng em lại chả tìm được cách nào để ngăn bố lại cả Mẹ bảo mẹ không muốn chịu đựng sống chung với bố nữa. Mẹ đã về quê rồi. Thế sao bây giờ em mới nói cho anh biết? Mẹ bảo em đợi đến khi anh về đến nhà hãng nói. Mẹ sợ anh vì lo lắng mà không tập trung lái xe được rồi sẽ ra tai nạn. Vậy còn bố thì sao? Bố đi đâu từ sáng tới giờ vẫn chưa thấy về. Bố còn chưa biết chuyện mẹ đã đi khỏi nhà kim đã không còn nở nụ cười trên môi anh ngồi bần thần nhìn về phía căn nhà của bố mẹ anh rồi thở dài ngày kim còn nhỏ kim anh trai và mẹ thường xuyên bị ông huệ đánh đập những trận đòn roi ấy kim vẫn còn nhớ mãi kim là bậc con nếu kim làm sai ông huệ có thể dùng đòn roi để dạy anh cũng là điều dễ hiểu nhưng bà hồng là vợ của ông huệ nhưng ông huệ cũng dùng cách đó để dạy dỗ bà Hồng. Nghe Thoạt kể lại về nguyên nhân lần này ông Huệ đánh bà Hồng, Kim lại càng cảm thấy thương mẹ anh hơn. Anh không hề có mảy may suy nghĩ rằng sẽ về quê để thuyết phục mẹ anh quay trở lại, bởi anh biết mẹ anh rời đi là vì sự đối xử tệ bạc của bố anh. Bố anh mới phải là người đến đó để đón bà về. Hơn 12 giờ gia đình nhỏ của kim mới ăn xong bữa trưa và đang cùng nhau dọn dẹp tiếng chó sủa phía ngoài ông huệ nghiêm giọng nói bà hồng đâu rồi bà trốn ở đây từ tối qua tôi đã tha cho bà rồi mà bây giờ bà không chịu về nấu nướng cơm nước à kim và thoa cùng nhau đi ra ngoài thoa dè dặt lên tiếng mẹ không có ở đây bố ạ à. ông huệ tỏ ra thắc mắc thế bà ta đi đâu rồi mẹ về quê từ lúc sáng mẹ có nhờ con nói với bố là mẹ muốn ly thân ông huệ cười mỉa mai học cái gì không học lại học ở đâu ra cái thói bó về nhà ngoại như mấy đứa trẻ danh ai cho phép bà ta làm như vậy kim tỏ ra tức giận trước thái độ của ông huệ cũng tại vì bố đánh đập mẹ nên mẹ mới phải làm như thế. Bố hãy bỏ cái thói xấu đó đi. Mẹ cũng đã ngoài 60, lỡ như có chuyện gì xảy ra với mẹ thì bố định làm như thế nào? Mẹ mày là vợ của tao, chứ không phải vợ của mày. Tao dạy vợ tao như thế nào, mày cũng không có quyền xen vào. Mẹ mày cho người ta vay mấy chục triệu mà không thèm làm giấy vay nợ. Mày bảo tao có tức không? Kim chạy vào trong nhà đem ra tờ giấy vay nợ của Hòa cho ông Huệ xem. Anh căng thẳng mặt mày. Bố nhìn đi, lúc nãy thằng Hòa, nó đã đến đây, ký tên vào giấy vay nợ rồi đây này. Bố còn muốn gì nữa? Ông Huệ cầm lấy tờ giấy vay nợ từ tay kim. Tuy vậy, thái độ của ông vẫn rất hậm hực. Mày mau gọi điện, bảo mẹ mày về đi, trước khi tao đổi ý. Mẹ sẽ không bao giờ về nhà, trừ khi bố đến đó xin lỗi mẹ đàng hoàng. Làm sao ta phải xin lỗi bà ấy? Ta bỏ qua cho sai lầm của bà ấy là đã may mắn lắm rồi. Nếu bố vẫn cứ như vậy, thì chắc chắn mẹ sẽ không về đâu. Không về thì thôi, ta cũng chả cần bà ấy. Ông Huệ cứng đầu cứng cổ, không chịu hạ mình với bà Hồng. Ông không gọi cho bà ấy lấy một cuộc điện thoại, chứ chưa nói đến chuyện về tận quê ngoại để đón bà ấy về. Ông Huệ còn phán một câu xanh dờn từ hôm nay, tao sẽ chuyển sang ở chung với vợ chồng chú mày. Bố nói vậy nghĩa là sao? Mẹ mày không có ở đây, tao cần có người lo cơm nước. Chẳng lẽ mày định để tao chết đói à? Từ sau việc bà Hồng bỏ đi, ông Huệ phải nương nhờ vào con cái để sống. Nhưng thái độ của ông lại khiến cho Kim thấy khó chịu. Tuy vậy, anh vẫn là con trai ông. Anh đâu thể từ chối khi ông đã mở lời trước như vậy. Kim hiểu rõ tính cách của ông Huệ, anh lo lắng rằng khi sống chung nhà, Thoa sẽ bị ông Huệ gây khó dễ. Anh dặn dò Thoa, "Nếu như bố có nói điều gì không hay với em thì em cứ nói lại với anh, chứ đừng bỏ về nhà ngoại giống như mẹ anh đấy nhé. Anh sẽ ra mặt bảo vệ em." "Dạ, em biết rồi. Mà em là con dâu, chắc bố cũng sẽ không quá khó khăn với em đâu." Tính cách bố anh có hơi khác người anh sợ dù là với con dâu thì bố anh cũng sẽ làm như vậy thôi nét mặt của kim lộ rõ sự lo lắng thoa rất ít khi thấy chồng ưu tư như vậy cô dần dần thấy bất an theo anh cách một con ngõ cô có thể cảm nhận được sơ về tính cách của ông huệ nhưng đến khi sống chung thoa mới hiểu được vì sao mẹ chồng cô lại uất ức đến độ muốn ly hôn dù đã quá tuổi lục tuần những ngày đầu tiên ông Huệ chuyển sang sống cùng gia đình Thoa, Thoa đã bị ông dò xét từ những việc nhỏ nhất. Kim và Thoa buôn bán cây cảnh đã được mấy năm nay. Công việc này chủ yếu làm ra tiền vào mùa lạnh. Tháng 3 đã sắp kết thúc và một tháng tư nóng như lửa đốt chuẩn bị đến. Thoa và Kim dĩ nhiên cũng muốn tranh thủ kiếm thêm chút ít trước khi vào mùa làm ăn khó khăn. Hàng ngày thoa sẽ ở nhà bán cây cảnh cho những khách đến mua lẻ còn kim sẽ chở hàng giao đến tận nơi cho những khách nhập số lượng lớn anh cũng vào nam ra bắc để lấy cây giống mới về thoa cùng hai đứa con trai là hưng và bảo ở nhà với nhau là chủ yếu chỉ có ba mẹ con thì chuyện ăn uống sẽ dễ dàng hơn nhưng có thêm ông huệ thoa cẩn thận sửa soạn nấu ăn để chiều theo ý ông đặt hết mấy đĩa thức ăn lên bàn, thoa mời ông Huệ vào ăn cơm. Chưa động đũa vào, nhưng mặt mày ông đã cau có. Thoa có hơi lo sợ. Sao thế bố? Bố không thích ăn những món này ạ. À? Nhà chị thừa tiền lắm hay sao? Mà nấu có một bữa ăn mà bao nhiêu món thế kia? Dạ, nhìn nhiều món thế thôi, nhưng hầu như đều là của nhà chồng được và của bố mẹ con gửi qua con chỉ mua thêm ít cá và thịt thôi ạ làm gì cũng nên tiết kiệm bây giờ ăn tiêu như thế này chứ sau này lỡ xa cơ lỡ vận một đồng cũng không có lại hối hận không kịp đấy chỉ vì một bữa ăn mà ông huệ đã vẽ ra đến chuyện sau này thoa tất nhiên cảm thấy khá khó chịu nhưng cô vẫn cố kiềm chế dạ con sẽ rút kinh nghiệm lần sau con sẽ nấu ít món hơn ạ Ông Huệ nhìn quanh bàn ăn một lát rồi mới bắt đầu động đũa. Thoa còn chẳng dám hỏi ông xem những món ăn đó có hợp với khẩu vị của ông hay không mà chỉ im lặng quan sát. Ông Huệ lại đặt đũa xuống và bắt đầu chê bai tiếp. "Chị nấu gạo gì đây mà nhạt nhẽo thế này?" "Dạ, gạo này con mua ở siêu thị, là giống gạo ở miền Tây nổi tiếng thơm ngon đấy bố ạ." tôi ăn vào miệng mà chẳng cảm nhận được bất cứ mùi vị gì cả nhạt nhẽo lắm trong làng này có thiếu gì người làm lúa gạo mà phải đến tận siêu thị để mua bình thường con cũng mua gạo của mấy người trong làng nhưng hôm đó chị bán hàng ở siêu thị mời nhiệt tình quá nên con cũng mua thử ông huệ tỏ thái độ không bằng lòng ra mặt bữa cơm đó có lẽ là bữa cơm nặng nề nhất từ khi lấy chồng của thoa Thoa và Kim là đôi vợ chồng trẻ có kinh tế vững vàng nhất nhì làng này, chứ không phải là kiểu không làm ra tiền bạc mà lại tiêu xài hoang phí. Thế nhưng qua miệng của ông Huệ, việc chăm lo cho gia đình, những thứ tốt nhất lại giống như phạm phải trọng tội. Thoa cố gắng hỏi xem khẩu vị của ông Huệ như thế nào. Ông lạnh lùng trả lời. Tôi già rồi, ăn gì chả được, Bố cứ nói với con về khẩu vị của bố đi, con sẽ cố gắng để nấu cho bố ăn ngon miệng. Chị nấu cho chồng chị, cho con chị như thế nào thì cứ nấu cho tôi ăn như vậy. Thoa cố gắng thay đổi món ăn hàng ngày, nhưng hễ cô nấu món gì thì ông lại chê bai món đấy. Nấu canh cá thì ông chê ăn cá tanh, nấu thịt thì ông bảo dai, nấu măng thì ông bảo độc hại. Thoa bất lực gọi điện cho bà Hồng để hỏi xem ngày trước Bà nấu cho ông ăn như thế nào?" Bà Hồng động viên con dâu. "Ông ấy ăn được hết tất cả mọi món, nhưng ngoài miệng ông ấy cứ chê bai như thế đấy. Con cứ kệ ông ấy. Ông ấy nói gì, con hãy bỏ ngoài tai." "Vậy hả mẹ? Thế mà con cứ tưởng là đồ ăn con nấu không hợp khẩu vị nên bố mới chê." "Ai nấu cho ông ấy ăn thì ông ấy cũng chê bai như thế cả thôi. Con người ông ấy vốn là như vậy." không làm khó người khác thì ông ấy không sống thoải mái được có gì không biết con đừng ngại mà cứ gọi cho mẹ mẹ sẽ giúp con dạ con cảm ơn mẹ nhờ được bà hồng giải đáp mà thoa đã có thể tự tin hơn cô nhận ra cô càng cố gắng hỏi han để chiều theo ý ông huệ thì ông lại càng làm ra khó hơn thoa bây giờ đã dùng cách im lặng khi bị ông huệ chê khoản nấu nướng ông nói chán không ai đáp lời cuối cùng ông cũng thôi vượt qua được khó khăn đầu tiên thoa cứ tưởng cô có thể có cuộc sống yên ấm trở lại nhưng ông huệ lại tiếp tục làm khó cô và lần này lại là chuyện công việc cứ sau một chuyến hàng cập bến vợ chồng thoa lại thuê mấy cô ở trong xóm đến phụ chuyển cây vào trong vườn và dọn dẹp cỏ dại giờ làm việc của các cô ấy không cố định khi nào xe chở hàng về thì Thoa lại gọi điện đến cho các cô. Có khi là 1-2 giờ sáng nhưng họ vẫn nhiệt tình đến làm. Xe hàng ngày hôm nay cũng vậy, mãi hơn 1 giờ mới về đến nhà. Trước đoạn đường nhà Thoa, bóng điện sáng bừng, tiếng người nói chuyện, tiếng bước chân đi lại và tiếng của những tiểu thương đến lấy hàng cứ thế trộn lẫn vào nhau. Làm việc vào khung giờ đó chẳng mấy dễ dàng. Dù Thoa trả công cho các cô ấy khá cao nhưng trong lòng cô vẫn biết ơn họ chính vì vậy thoa không quá khắt khe trong cách họ làm việc nhưng ông huệ thì lại khác giờ đó có người qua lại ngay trước ngõ ông cũng mất giấc ngủ và đi ra xem mọi người làm việc như thế nào và cứ thế ông lại thành người giám sát các cô ấy sau khi bê xong đóng hàng từ trên chiếc xe đầu tiên các cô có dừng lại nghỉ ngơi và tám chuyện với nhau một chút ông huệ tiến đến gần họ và hỏi một cách mỉa mai công việc đã làm xong hết chưa mà mấy cô lại ngồi đây thế này một cô lớn tuổi nhất ở đó trả lời ông huệ mới bốc xong xe hàng đầu tiên chị em ở đây ai cũng mệt cả chú cho chị em ngồi nghỉ ngơi một chút để lấy lại sức rồi mới làm việc tiếp được ạ nghỉ thì nghỉ vài ba phút thôi là được rồi đằng này Tôi thấy các cô ngồi đây từ nãy đến giờ cũng phải vài chục phút. Lát nữa bốc xong một xe hàng nữa, các cô lại nghỉ thêm vài chục phút nữa. Cứ thế đến khi làm xong việc, các cô cũng phải nghỉ hơn một tiếng. Vậy lúc tính tiền, các cô có lấy ít tiền hơn không? Hay vẫn lấy đủ? Ông Huệ trợn mắt, nhìn những người làm công vất vả. Mọi người thấy ông phản ứng gay gắt như thế, nên ai nấy đều giải tán và nhanh chóng tiếp tục bắt tay vào làm thoa đi từ bên trong nhà ra cô thấy khuôn mặt mọi người có vẻ ủ rũ cô khá thắc mắc nhưng khi ấy vì đang có rất nhiều khách hàng thúc giục ghi hóa đơn lấy hàng nên thoa không có thời gian hỏi han mọi người đến khi mặt trời dần xuất hiện hàng hóa đã được chuyển đi xong xuôi thoa trích ra một phần tiền và cẩn thận đếm đi đếm lại xem đã đủ hay chưa thoa vừa quay lưng lại thì thấy ông huệ đang đứng ngay phía sau cô cô có chút giật mình bố ở đây từ lúc nào thế ạ à? tôi ở đây từ lúc nãy đến giờ rồi mà chị lấy số tiền đó định đưa đi đâu thế con tính trả công cho mấy cô bốc hàng ạ à? phải trả liền như thế cơ à công việc này không phải ngày nào cũng có mà cũng không cố định thời gian họ đi làm lúc nào mình trả tiền luôn cho họ lúc đó thì họ sẽ phấn khởi hơn bố ạ à. Thế chị định trả cho mỗi người ở đó bao nhiêu tiền? Dạ, con định trả mỗi người 500 nghìn. Ông Huệ mở to hai mắt, ánh nhìn của ông sắc lạnh như lưỡi dao. Chị có biết tính toán không đấy? Làm việc 5 tiếng đồng hồ mà chị định trả công 500 nghìn, trong khi thợ hồ họ đi làm cả ngày cũng chỉ được 300 nghìn. Công việc này cũng vất vả, chứ không hề nhàn hạ mà bố. So với nghề phu hồ thì con thấy cũng gần như nhau. Thế thì chị trả công cho họ bằng với trả công cho thợ hồ là được, chứ sao chị lại trả nhiều thế? Họ làm việc vào lúc nửa đêm, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Cộng thêm việc cứ phải chạy đi chạy lại liên tục nữa. Còn nghĩ từng đó tiền công trả cho họ là xứng đáng mà bố. Làm ăn như chị thì sớm muộn cũng sạt nghiệp thôi. Chị mau cất bớt tiền lại đi. Chị không biết nói với họ thế nào thì để tôi nói. Chuyện khác thoa có thể làm theo ý ông Huệ, nhưng chuyện này cô kiên quyết làm theo ý mình, cô thẳng thắn trả lời ông. Các cô ấy là do vợ chồng con thuê, nên việc trả công cho các cô ấy như thế nào sẽ là do vợ chồng con quyết định. Con cảm ơn bố đã góp ý, nhưng con sẽ vẫn làm như từ trước đến nay, con vẫn làm. Chị, chị dám cãi lời tôi à? Thoa im lặng rồi không trả lời ông Huệ, rồi đi đến cạnh các cô bốc hàng. Nhìn mặt ai nấy có vẻ không vui lắm. Thoa nhẹ nhàng hỏi họ. Cháu thấy hôm nay tinh thần các cô không được tốt như bình thường. Có phải cháu đã làm gì khiến các cô phật ý không? Không, bọn cô không có gì không hài lòng với cháu. Vậy sao trông các cô lại ủ rũ thế? Hay là vì chuyến hàng hôm nay hơi vất vả? bọn cô cũng đã quen với công việc này rồi vất vả thì có vất vả nhưng không phải vì vậy mà ủ rũ đâu lúc nãy bố chồng cháu có nhắc nhở bọn cô nên làm việc chăm chỉ hơn và nghỉ ngơi ít lại quả thật điều đó khiến bọn cô hơi chạnh lòng bọn cô đều đã lớn tuổi rồi chứ có phải bọn trẻ con đâu mà ông ấy lại nói như thể bọn cô đang luồn lách trốn tránh công việc nhưng tiền nong thì vẫn cứ nhận nói thật cô vừa buồn vừa khó chịu khi nghe mọi người kể lại như thế thoa xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt họ cháu xin lỗi mong các cô đừng để bụng những lời bố cháu nói đương nhiên rồi cháu mới là người trả tiền cho bọn cô chứ có phải ông ấy đâu bọn cô sẽ không vì chuyện đó mà quay lưng với cháu cháu đừng lo lắng quá dạ mong các cô thông cảm cho cháu đây là tiền công ngày hôm nay của các cô ạ, cháu gửi các cô. Nhận tiền lương từ tay Thoa, ai nấy đều phấn khởi và vui vẻ trở lại. Công việc này tuy không phải là công việc chính của họ, nhưng nhờ công việc này mà họ kiếm được thêm thu nhập. Họ không vì vài ba câu nói khó nghe của ông Huệ mà bỏ việc, nhưng chắc chắn nếu không có lời xin lỗi từ phía Thoa, thái độ của họ sẽ khác với lúc trước thoa đã nhanh chóng xóa bỏ được không khí ủ rũ đó nhưng thái độ của ông huệ với cô lại đang dần xấu đi ông huệ gọi kim vào phòng riêng của ông để nói chuyện kim tò mò hỏi có chuyện gì thế hả bố mày dạy vợ mày kiểu gì mà nó dám cãi lại lời bố thế hả bố đã nói gì với cô ấy à tao bày cho nó cách làm ăn nhưng nó không chịu nghe đã thế nó còn không thèm trả lời tao nữa con vợ là tấm gương phản chiếu của thằng chồng. Mày cứ để vợ mày tự do như thế, có lúc nó ngồi lên đầu mày luôn đấy. Vợ chồng con từ trước đến nay chưa hề cãi nhau to tiếng lên một lần. Bố nói cô ấy như thế, con không đồng ý đâu. Thế là mày đứng về phía vợ mày và cãi lời tao luôn à? Nó phung phí tiền cho người ngoài, mày không thấy sót sao? Tiền lương thuê người làm, cả con và vợ đều thống nhất mức lương đó rồi. Cô ấy chẳng làm sai gì cả. Con thấy bố mới là người đang làm quá mọi chuyện lên. Thôi, không có chuyện gì nữa, con ra ngoài đây, con còn nhiều việc phải làm xong trong ngày hôm nay lắm." Kim vùng vằng bỏ ra ngoài, ông Huệ tức giận buông một câu khó nghe. "Con với cái nuôi nó lớn cho nó ăn học tử tế, cuối cùng cũng chẳng được gì. Mày cứ nghe theo nó đi, đến khi mất hết thì đừng có xin tao cứu mày." kim đã nghe hết câu nói đó của ông huệ nhưng ngay từ khi kim còn nhỏ ông huệ cũng nói những lời như thế nên bây giờ anh chẳng còn cảm thấy bị tổn thương nữa kim vội chạy ra nói chuyện với thoa anh nhẹ nhàng hỏi vợ lúc sáng bố đã lớn tiếng với em phải không anh đã dặn em rồi sao em không nói lại với anh em thấy một mình em có thể giải quyết được nên em nghĩ không nên làm phiền đến anh vợ chồng với nhau sao có thể nói là em làm phiền anh được chứ bố có nặng lời lắm không thoa lắc đầu cười kim lại tiếp tục an ủi vợ em đừng để bụng lời bố nói nhé em không làm sai gì cả trong lòng thoa rất buồn nhưng khi kim hỏi đến cô lại bảo là cô không buồn để anh không phải lo lắng nhìn vào đôi mắt thâm quầng của kim sau mấy ngày liên tục đi từ nam ra bắc để lấy hàng thoa nào nỡ lòng khiến anh còn phải bận tâm thêm chuyện không đáng có đấy nữa kim vẫn luôn ân cần như vậy anh hỏi han cô khiến cô còn không tự trách mình nữa thoa không biết bố chồng cô sẽ còn sống với vợ chồng cô trong thời gian bao lâu nữa nhưng dù là bao lâu thì con người thoa không chịu được cảm giác giận dỗi nặng nề trong nhà sau khi đã bình tĩnh lại thoa vẫn nói chuyện với ông huệ như lúc trước nhưng ông Huệ thì khác. Ông không ưa Thoa kể từ ngày hôm đó, mặt mày ông lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu khi nhìn thấy mặt Thoa. Kết thúc bữa cơm tối, ông Huệ đang ngồi trước tivi và xem chương trình thời sự. Thoa pha cho ông một ly trà, cô đặt nhẹ ly trà xuống bàn. "Con mời bố uống trà." Ông Huệ không trả lời, còn Thoa thì vẫn tiếp tục nói, "Có gì bố không hài lòng về con?" thì mong bố hãy bỏ qua cho con ạ lúc này ông huệ mới lên tiếng hôm trước với hôm nay thái độ của chị khác quá nhỉ hôm trước con có hơi nóng giận nên đã cư xử không phải mong bố bớt giận ạ tôi tưởng cô là đứa không biết điều nhưng may ra cô cũng chưa đến mức đó nhỉ tôi chỉ tha lỗi cho cô một lần thôi đấy nhé dạ vâng con cảm ơn bố nếu để xét kỹ hết tất cả mọi chuyện thì cái sai duy nhất của thoa chỉ là đã bỏ đi khi ông huệ còn chưa nói xong nhưng cũng vì ông huệ nói không đúng nên cô mới làm như vậy còn nếu như ông nói đúng thì thoa đã không cư xử như thế ở trong gia đình thoa còn có hai đứa con nhỏ bảo mới hai tuổi nên chưa hiểu về những gì đang diễn ra xung quanh nó nhưng hưng lại khác đã có lúc nó tò mò hỏi thoa vì sao khi Thoa nói chuyện với ông Huệ thì ông Huệ lại không trả lời và còn trông rất khó chịu nữa. Một vài lần thì không sao, nhưng ngày nào ông Huệ cũng như vậy. Thoa sợ Hưng sẽ buồn lòng và bị ảnh hưởng vì chuyện đó. Cô không muốn còn có những suy nghĩ tiêu cực nên Thoa đã xin lỗi ông Huệ để ông không còn nhăn nhó mặt mày. Đó là cách mà cô giữ hòa khí trong gia đình mùa hè của những năm về trước thường là mùa mà học sinh thích nhất vì lúc đó chúng được nghỉ hè rời xa tạm thời với những trang sách và được vui đùa với bạn bè từ sáng đến tối nhưng mùa hè của bọn trẻ thời nay đã không còn được như thế nữa chúng vừa kết thúc năm học lại phải đến với những lớp học hè ngoài giờ nếu cho con đi học thì tuổi thơ của con sẽ thiếu đi những giây phút vui chơi đúng nghĩa nhưng nếu không cho con đi học thì sợ con không thể bắt kịp chương trình học trên lớp đó là suy nghĩ chăn trở của thoa suốt một tháng nay cuối cùng thoa chỉ đăng ký cho hưng hai lớp học hè môn toán và tiếng việt để thằng bé còn cân bằng giữa thời gian học và chơi thoa bàn với kim chuyện đó ở trong phòng riêng của hai vợ chồng kim gật đầu đồng ý cứ làm như em nói đi anh tin tưởng em à Kim vừa nói dứt câu thì ông Huệ đột ngột đi vào phòng mà không gõ cửa. Ông lại cau hai hàng lông mày. Hai đứa đang bàn chuyện gì thế? Dạ, bọn con đang bàn chuyện cho Hưng đi học hè bố ạ. Học sinh cấp 1 mà cũng cần đi học hè cơ à? Bây giờ chương trình học nặng hơn ngày xưa, nếu không cho Hưng đi học bên ngoài thì không theo kịp được bố ạ. Thế hai anh chị ở nhà làm gì? mà không dạy học được cho con, mà phải đi nhờ người khác dạy. Vài ba phép tính cộng trừ với bảng chữ cái thôi mà không biết dạy cho con thế nào sao? Kim cãi lại lời ông Huệ. Bố hay nhỉ, không phải là vợ chồng con không biết những cái đó, nhưng thầy cô giáo, người ta đã học qua trường lớp, người ta tất nhiên sẽ biết cách dạy sao cho thằng Hưng nó dễ tiếp thu hơn. Và lại, vợ chồng con cả ngày làm việc tối đến xoay sở mãi cũng đã khuya sao có thể dạy học cho thằng hưng trọn vẹn được có mỗi chuyện dạy học cho con mà cũng không làm được thì anh chị định làm cái gì nếu anh chị không làm được thì cứ để tôi ngày xưa một tay tôi bài học cho cả hai anh đấy bây giờ với ngày xưa làm sao mà giống nhau hả bố bố có làm được thật không thoa cũng khuyên ông huệ con thấy bình thường bố cũng nhiều việc bố cứ để bọn con đưa Hưng đi học cũng được ạ. À. Anh chị không tin tưởng tôi à? Hay anh chị nghĩ tôi già rồi nên làm cẩm? Cứ giao thằng Hưng cho tôi. Ông Huệ nhất quyết không muốn cho Hưng đi học. Sự phản đối gay gắt của ông đã khiến hai vợ chồng phải làm theo ý ông. Ban ngày, vợ chồng Thoa và Kim vẫn làm việc ở bên ngoài. Thoa vừa làm vừa trông thằng Bảo, còn chuyện học hành của Hưng đã giao lại cho ông Huệ. Hưng chuẩn bị vào lớp 1 Đây là giai đoạn quan trọng Thoa thẩm nghĩ Sẽ để ông Huệ dạy thử cho Hưng trong vòng một tuần Nếu không có gì khả quan Thì khi đó cô mới dễ dàng mở lời hơn Để cho Hưng đi học thêm Sự lo lắng của Thoa đã biến thành sự thật Khi ngay ngày đầu tiên Sau khi học với ông Huệ Khuôn mặt Hưng đã yêu xìu Thoa hỏi cậu bé Con học với ông thấy thế nào? Ông đáng sợ lắm mẹ ạ. Ông mắng con. Ông không thương con. Ông mắng con như thế nào mà con lại bảo ông không thương con? Hay là do con không tập trung học nên ông mới mắng con đấy? Không phải đâu. Con rất chăm chú nghe lời ông mà. Thoà nghĩ có thể do ngày đầu tiên nên Hưng còn nhiều bỡ ngỡ. Cô hứa với thằng bé sẽ mua quà cho thằng bé nếu thằng bé học tốt Hưng đã tươi tỉnh hơn hẳn, thoa nghĩ cô nên trực tiếp xem ông Huệ dạy cho Hưng như thế nào. Chính vì vậy mà ngày hôm sau, cô đã lén đứng ngoài phòng học của hai ông cháu và quan sát. Ông Huệ lạnh lùng hỏi Hưng, "Chữ này là chữ gì?" Hưng lúng túng gãi đầu, ông Huệ đập mạnh chiếc thước xuống bàn. "Hôm qua ông đã dạy viết chữ này rồi, mà cháu không nhớ à?" Ông hỏi lại, "Chữ này là chữ gì?" hưng vẫn chưa nhớ ra thằng bé bắt đầu co rúm người lại vì sợ ông huệ lại tiếp tục hét lên mãi mà vẫn chưa nhớ ra cơ à ông huệ không ngần ngại lấy cái thước đánh lên đầu hưng ông lạnh lùng hỏi tiếp mày đã thông não và nhớ ra chưa hưng bắt đầu khóc réo lên sau khi bị đánh thoa đứng hình mất mấy giây khi thấy ông huệ làm như vậy cô chạy vào phòng ôm lấy hưng rồi nhìn thẳng vào mắt ông huệ và trách móc thằng bé nó có tội tình gì sao bố lại đánh vào đầu nó như thế bài mới học hôm qua nhưng hôm nay tôi hỏi lại nó không nhớ như vậy mà không đáng ăn đòn nữa thì như thế nào mới là đáng ăn đòn nếu thằng bé không nhớ thì bố có thể nhắc nhở nó nó còn nhỏ mà còn chưa quen với việc đi vào nề nếp học tập nên nó nhớ nhớ quên quên cũng là điều bình thường nếu nó hư thì bố mới nên đánh nó nhưng cho dù như vậy thì bố cũng không được đánh vào đầu cô bênh con quá nhỉ ngày xưa tôi cũng dạy thằng kim như thế nên nó mới có ngày hôm nay nhờ tôi mà cô bây giờ mới có cuộc sống ung dung thế đấy bố đã bao giờ hỏi anh kim xem anh ấy có thật sự biết ơn bố vì bố đã từng đánh đập anh ấy không anh ấy suy nghĩ như thế nào về bố liệu bố có biết không nó là con tôi tôi chẳng cần hỏi, cũng hiểu nó đang nghĩ gì. Cô đừng có mà vinh váo, kẻo tôi lại khiến cô hối hận không kịp. Nếu bố vẫn cố chấp như vậy, thì tùy bố thôi ạ. À. Còn con cũng xin nói luôn. Thằng Hưng là con trai con, con sẽ chọn cách nuôi dạy nó theo ý con muốn. Con sẽ không để cho bố dạy học cho nó nữa khi bố đánh nó như thế này. Thoa nắm tay Hưng ra khỏi phòng. Cô vội hỏi thằng bé. Con có sao không? Con có thấy đau lắm không? Hưng khóc nức nở. Con đau lắm. Ông đúng là đồ ác độc, con ghét ông. Thoa sờ lên đầu thằng bé thì thấy chỗ bị ông Huệ đánh đã nổi lên một cục u. Thoa lấy thuốc thoa cho con. Cô cũng rơm rớm nước mắt theo Hưng. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi vì đã không bảo vệ được con. Không an tâm, Thoa lại chở Hưng lên bệnh viện để khám và lấy thuốc cho thằng bé. Đến khi bác sĩ kết luận Hưng không bị thương gì nghiêm trọng ở bên trong phần đầu thì Thoa mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc Thoa và Hưng về nhà, ông Huệ còn chỉ chiết cô. Cô đúng là loại đàn bà tiêu tiền như vứt qua cửa sổ. Tôi đánh nó nhẹ như thế mà cô phải đưa nó lên bệnh viện khám cơ à? Bọn bác sĩ ở trong bệnh viện lại bắt lấy đủ thứ thuốc trời ơi đất hỡi chứ gì. Con đứng bên ngoài phòng nhưng con vẫn thấy bố đánh con trai của con không hề nhẹ thằng bé đã bị nổi u lên con là mẹ là người đã đẻ ra nó nên con thấy xót lắm bố ạ con chẳng mong bố có thể hiểu cho con nữa con chỉ mong bố đừng can thiệp vào chuyện của gia đình con mà thôi thoa đã phân định rạch ròi giữa chuyện của gia đình nhỏ của cô và ông huệ ông huệ lại càng tức giận hơn nhưng bây giờ thoa quyết định mặc kệ ông muốn nghĩ sao về cô thì nghĩ cô không còn bận tâm nữa người đã cố tình khiến con trai cô bị thương cô không thể nhắm mắt nói với ông huệ là ông đã làm đúng càng không thể khoan dung cho ông khi ông không nhận lỗi của mình thoa không giấu giếm kim ngay khi kim về đến nhà cô đã nói cho anh biết lúc này ông huệ vẫn đang ngồi chốt lại đống sổ sách những người ông đã cho vay nợ Kim hỏi ông Huệ. Con nghe nói, lúc sáng bố đánh thằng Hưng à? Đúng thế. Vẻ mặt bình tĩnh của ông Huệ như chưa có chuyện gì xảy ra, càng khiến Kim cảm thấy bực bội hơn. Anh lại tiếp tục nói với ông. Bố thấy bố làm như vậy là đúng à? Tao đánh nó có một cái mà đáng để vợ chồng mày làm loạn lên thế cơ à? Kim ớt ức cởi chiếc áo phông trắng mà anh đang mặc ra. Những vết sẹo ở trên phần lưng của anh hiện rõ. Anh đứng ngay trước mặt ông Huệ và nhìn ông với ánh mắt oán hận. Nếu con và vợ con không can ngăn bố lại, thì bố sẽ định đánh thằng Hưng cho đến khi cơ thể nó thành như thế này luôn sao? Ông Huệ chỉ liếc nhìn sơ qua tấm lưng của Kim rồi lại tiếp tục cặm cụi vào mấy cuốn sổ sách. Ông nói như thể chuyện chẳng có gì to tát vì ngày bé tao đánh mày mà mày thù hận tao đến thế cơ à bố xem ở trong làng này có ai người ta đánh con với mục đích dạy dỗ mà lại khiến con cái bị sẹo mãi như thế này không cả làng này chỉ có mình bố thôi đấy con không tha thứ cho bố vì bố chưa bao giờ xin lỗi con vì những gì bố đã làm cả nhưng bố cũng đừng để con phải thêm hận thù bố nữa mày không coi tao ra gì nữa rồi à mày bất hiếu với tao như thế tao sao có thể nhìn mặt ông bà tổ tiên khi chết đây dòng họ này sẽ có người đứng đầu như mày sao tao thật vô phúc mà mày cút khỏi đây và đi theo mẹ mày luôn đi đây là nhà của con và vợ con con không đi đâu cả nếu bố cảm thấy tức giận thì bố có thể về lại nhà của bố và sống một mình mày đang đuổi tao sao con không đuổi bố bố thích nghĩ như thế nào thì tùy bố thôi vì muốn giữ chữ hiếu với ông huệ nên kim vẫn chấp nhận sống cùng ông cho dù ông đã khiến mẹ anh phải tức giận đến mức bỏ nhà ra đi thế nhưng ông huệ không nhận ra mình đã làm sai mà càng ngày càng đi quá giới hạn kim chẳng muốn phải chiều theo ý ông anh cũng muốn ông nhận ra một bài học từ những việc làm của chính mình ông huệ đã sống cả đời với cái chức danh cao nhất của dòng họ bùi ông cũng là người có tiền ông tỏ ra oai phong với cả người ngoài lẫn người trong nhà và ông cũng chưa bao giờ chịu nhận mình đã làm sai trong bất cứ chuyện gì những chuyện đã xảy ra khi sống chung với vợ chồng kim cũng vậy ông chỉ biết trách móc con cái bây giờ con cái tỏ ra bất cần ông ông vừa tức giận lại vừa có chút sợ hãi sống đến 60 tuổi đầu, tay ông chưa bao giờ cầm cái chổi quét nhà lấy một lần. Ông cũng chưa từng tự nấu một bữa ăn cho mình. Nếu chẳng may, ông đoạn tuyệt luôn với cả con cái, thì ai sẽ giúp cho ông làm những việc đó? Trước đây là bà Hồng, bây giờ là Thoa. Nếu không có hai người đó, ông chẳng lẽ sẽ phải tự động tay động chân vào làm những việc đó hay sao? Chỉ vừa nghĩ thôi, ông đã không chấp nhận được người ngoài hay anh em trong họ mà biết được chắc chắn sẽ không còn kính trọng ông nữa, mạnh miệng là thế, nhưng suy đi nghĩ lại, ông cuối cùng vẫn ở lại nhà cùng hai đứa con. Tuy nhiên, thái độ của ông vẫn chẳng hề thay đổi. Bẵng đi một thời gian, thoa chợt nghĩ đến bà Hồng. Bà đã về quê được nửa năm, có lẽ bà không hề có ý định trở lại. Những ngày bà Hồng không có ở đó, vợ chồng thoa chính là người phải chịu đựng tính cách quái gở của ông huệ mấy hôm trước ông huệ có nói với hai vợ chồng thoa chuyện em trai của ông sắp về quê chơi nghe đến đó thoa thấy có đôi chút sợ hãi người ta nói anh em do cùng một mẹ sinh ra dù ít dù nhiều cũng sẽ giống nhau đôi chút nếu như ông bằng cũng như ông huệ thì thoa sẽ càng phải chịu nhiều áp lực hơn nữa ngày ông bằng về quê cũng là ngày kim phải đi lấy hàng đến tận tối mới về một mình thoa ở nhà soạn sửa mâm cỗ nghĩ lại những lời ông huệ nói trước kia rằng không được phung phí tiền bạc nhưng thoa nghĩ chả mấy khi ông bằng mới về nhà cô cũng nên nấu nướng một bữa thịnh soạn để tiếp đón ông đúng như dự đoán của thoa ông huệ lại nạt nộ cô vì mâm cơm hôm đó nhưng cô chẳng muốn đối đáp lại mà chỉ im lặng làm. Một lát sau, ông Bằng đã về đến nhà, ông Huệ tay bắt mặt mừng, dẫn ông Bằng vào nhà, Thoa cũng nhanh nhảu bước ra chào hỏi. Dạ cháu chào chú ạ, cháu là Thoa, vợ của anh Kim. Ông Bằng nở nụ cười tươi. Chào cháu, lúc đám cưới hai đứa, chú có về một lần, nhưng lúc ấy chú còn chưa kịp nói chuyện với cháu. Tính ra lần này mới là lần đầu tiên chú cháu mình trò chuyện với nhau ấy nhỉ dạ vâng ạ ông bằng cũng cười nói rất vui vẻ với cả hai đứa con của thoa với trẻ con là thế chỉ cần mình thân thiện với nó là nó sẽ mở lòng với mình ngay chả mấy chốc mà hai đứa trẻ đã thân thiết với ông bằng và bày trò chơi với ông khác với sự lo lắng của thoa ông bằng lại có tính cách trái ngược hoàn toàn với ông huệ ông bằng nói chuyện rất vui vẻ hài hước lại biết cách khiến người khác cảm thấy dễ mở lòng chuyện ăn uống ông cũng không quá phức tạp món nào thoa nấu ông đều tấm tắc khen ngon dù là về quê để nghỉ ngơi thăm lại gia đình và thăm bạn bè nhưng khi thấy gia đình thoa công việc tấp nập cần người giúp đỡ ông bằng chẳng ngại ngần mà sắn tay vào làm ngay nếu ông bằng chỉ muốn tạo ấn tượng tốt đẹp với con cháu nên ông mới làm như vậy thì chỉ sau vài ngày hoặc vài tuần ông bằng có thể sẽ hành động khác nhưng suốt gần một tháng ở đó ông bằng vẫn giữ được sự thân thiện và nhẹ nhàng của mình khi biết thoa thường xuyên ở nhà một mình ông bằng còn tinh tế bảo với ông huệ về nhà riêng của ông để thoa không cảm thấy bất tiện ông huệ càng khó tính bao nhiêu thì ông bằng lại càng tốt tính bấy nhiêu có một hôm thoa sửa soạn mặc chiếc váy mới mua đi cưới thoa ngó nghiêng một lúc và tự cảm thấy hài lòng ông huệ và ông bằng sang nhà vợ chồng thoa chơi nhìn thấy thoa như vậy chưa gì ông huệ đã nhăn mặt chồng không ở nhà cô đi đâu làm gì mà phải ăn mặc thế kia hôm nay là đám cưới của bạn con bố ạ đám cưới của người ta chứ có phải đám cưới của mình đâu mà tô vẽ như thế không biết tâm trạng của thoa từ đang vui vẻ phấn khích nhưng sau khi nghe những lời nói thốt ra từ miệng ông huệ cô đã lộ rõ vẻ ủ rũ thoa định đi thay một bộ đồ bình thường khác kẻo bố chồng soi mói thì ông bằng đã lên tiếng bênh vực thoa anh đúng là cổ hủ mà con bé nó ăn mặn như thế vừa đẹp lại vừa lịch sự có gì đâu mà anh phải mắng nó chồng nó không ở nhà anh sợ người ngoài nhìn thấy họ sẽ nói nó ăn mặc đẹp để đi ve vãn tên đàn ông khác thì sao chẳng ai họ nghĩ như thế cả chỉ có mình anh nghĩ như thế thôi vợ là bộ mặt của chồng con thoa nó xinh đẹp gọn gàng thì người ngoài sẽ đánh giá thằng kim khéo léo chọn vợ còn nó mà xấu xí luộm thuộm thì họ mới đánh giá thằng kim là đứa không ra gì đấy anh ạ ông bằng lại quay sang nói với thoa cháu cứ mặc như thế đi cưới đi đừng bận tâm những lời bố chồng cho nói ông ấy tính cách xưa nay đã cứng đầu như vậy rồi nhưng mà giờ có chú nói đỡ cho cháu cháu không phải lo đâu dạ cháu cảm ơn chú thoa đã lấy lại được sự tự tin khi được ông bằng động viên bộ váy cô chọn dài quá đầu gối khoét cổ vừa phải chứ không hề hở hang cô đã chọn lựa kỹ lưỡng cho phù hợp lúc xuất hiện ở nơi đông người thoa là người suy nghĩ thấu đáo thế nhưng trong một giây phút vì những lời nói của ông huệ mà cô đã nghi ngờ bản thân mình thoa cảm thấy may mắn vì trên đời này không phải ai cũng như ông huệ quan sát ông huệ thoa thấy ông khá nghe lời ông bằng dù ông bằng là bậc em một phần có lẽ vì ông bằng đã giúp đỡ ông huệ rất nhiều để gây dựng cơ đồ ông huệ có sự nể trọng nhất định với ông bằng Ông Bằng lại nói tiếp với ông Huệ. Hôm trước, người trong họ hàng mình có bàn với nhau là cuối tuần này sẽ cùng nhau đi du lịch. Anh tính thế nào? Thế nào là thế nào? Mọi người đi thì anh cũng đi thôi. Nhà nào cũng một vợ một chồng đi cùng nhau. Chẳng nhẽ, anh định đi một mình à? Anh định ly thân với chị dâu luôn sao? Chính bà ta muốn ly thân. Anh chỉ cho bà ta tọa nguyện thôi. Đàn bà bây giờ đúng là khó bảo, hỗn láo. Ngày xưa làm gì có chuyện đàn bà ngồi ăn cơm cùng mâm với đàn ông. Cho đàn bà càng nhiều quyền lợi, thì những tôn ti trật tự cần có lại càng mất đi. Ôi giời ơi, đến giờ anh còn suy nghĩ như thế, thì bảo sao chị dâu không bỏ về quê được cơ chứ. Cái gì tốt thì mình mới giữ lại, chứ còn những cái xấu thì nên bỏ đi, chứ anh cứ cố chấp thế để rồi được cái gì đàn ông cũng như đàn bà, con người ai cũng như ai. Anh đối xử tốt với chị dâu thì chị ấy mới đối xử tốt với anh được. Đằng này, anh luôn nghĩ mình ở trên và đầy đọa chị dâu. Chị ấy cũng là người giỏi nhẫn nhịn nên mới sống được với anh đến bây giờ. Còn như người khác, có khi đã bỏ đi từ lâu rồi ấy chứ. Thôi, em thật lòng khuyên anh sang xin lỗi chị ấy một cách chân thành rồi đón chị ấy về. Không có anh, chị ấy vẫn sống được chứ không có chị ấy em thấy anh sẽ khó sống đấy chuyện của gia đình anh anh tự biết phải làm thế nào ông bằng thở dài khi ông huệ vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu xin lỗi bà hồng vài ngày sau họ hàng bên nội tổ chức đi du lịch con cái đều bận bịu công việc nên chỉ có các bậc trung niên đi cùng nhau đúng như lời ông bằng đã nói Ai nấy đều có đôi có cặp, chỉ có mỗi ông Huệ là không có vợ bên cạnh. Mọi người đều trêu đùa ông Huệ rất nhiều, ngoài mặt ông Huệ tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng ông thật sự cảm thấy trống vắng. Càng lớn tuổi, người ta lại càng cảm nhận rõ cảm giác cô đơn và càng cần có ai đó bên cạnh để trò chuyện, tâm sự. Lúc ở với vợ chồng Thoa, ông Huệ suốt ngày ra vẻ khó chịu, ông chẳng nói được câu nào dễ nghe nhưng ít nhất còn có người chịu đối đáp lại những lời nói của ông. Còn khi đến Đà Nẵng du lịch, ông đã cảm nhận rõ cảm giác một mình khó khăn như thế nào. Nhất là khi màn đêm buông xuống, những cặp vợ chồng khác đều đã về phòng riêng của họ. Cuộc đời ông Huệ nếu nhìn qua khá là viên mãn khi ông có số vốn dành dụng khá lớn, con cái ông đều đã lập gia đình riêng và đang sống rất tốt nhưng người quan trọng nhất trong cuộc đời ông người luôn ở bên cạnh ông mọi giây phút giờ đây lại từ bỏ ông đi du lịch để nghỉ ngơi để thư giãn nhưng cuối cùng lại là lúc mà ông suy nghĩ nhiều nhất về cuộc đời mình kết thúc chuyến du lịch về nhà ông huệ cuối cùng đã chịu gọi điện cho bà hồng khi bà hồng vừa bắt máy ông huệ có chút ngập ngừng còn bà hồng lại tỏ ra khá bình tĩnh alo ông gọi cho tôi làm gì đấy bà đỏng đảnh như thế là đủ rồi chứ nhỉ bà không định về nhà đi à ông tưởng mấy tháng qua tôi chỉ đang đỏng đảnh thôi sao vậy bà muốn tôi phải làm thế nào thì bà mới chịu quay về ông mà vẫn giữ cái tính khó ưa đó thì tôi sẽ không bao giờ quay về đâu trừ khi ông chịu sang đây xin lỗi tôi đàng hoàng và hứa sẽ thay đổi thì tôi sẽ về nhà chính xác là bà muốn tôi thay đổi như thế nào tôi muốn tôi và ông được bình đẳng trong mọi chuyện từ chuyện tiền nong đến chuyện làm việc nhà tôi không muốn ông động tay động chân vào tôi nữa và ông phải tôn trọng tôi tôi hứa tôi sẽ không đánh bà nữa chuyện tiền nong bà cũng có thể cầm nhưng còn chuyện làm việc nhà đó là việc của đàn bà tôi là đàn ông sao tôi có thể làm như vậy được nếu ông không thích thì thôi tôi cũng đâu có ép ông vậy tôi tắt máy đây khoan đã sao bà nóng vội vậy bà để tôi suy nghĩ đã ông còn muốn suy nghĩ gì nữa mà bà muốn tôi một mình làm việc nhà tôi sẽ làm cùng ông là vợ chồng thì phải cùng nhau làm hết tất cả mọi việc tôi chỉ mong ông có thể chia sẻ với tôi thôi thôi được rồi vậy ngày mai tôi sẽ sang đón bà về ông huệ có hơi cau mày vì cho rằng mình đã lỡ dại khi đồng ý với những yêu cầu của bà hồng nhưng suy đi nghĩ lại bây giờ ông cũng không thể giữ mãi thái độ bề trên nếu muốn bà hồng quay về khi gà còn chưa gáy ông huệ đã thuê xe sang nhà ngoại nhìn bà hồng có vẻ sống tốt hơn khi về quê ông huệ có hơi xấu hổ ông huệ vào chào hỏi mẹ già rồi sau đó nói chuyện riêng với bà hồng Ông cất lời. Tôi xin lỗi bà. Người đã sống gần hết cuộc đời và khi nào cũng coi mình ở vị trí cao nhất như ông Huệ. Hai chữ xin lỗi ấy rất khó khăn ông mới nói ra được. Bà Hồng cũng chả cần gì nhiều hơn. Bà đã đồng ý quay về nhà cùng với ông Huệ. Thấy bà Hồng về, hai đứa cháu nhỏ vui mừng ra mặt. Chúng chạy lại ôm hôn bà và quấn quýt mãi không rời. Thoa và Kim cũng đã chuẩn bị một bữa cơm đoàn viên cho ngày hội ngộ này khi cả gia đình quây quần vào bàn ăn bà hồng lên tiếng thời gian qua mẹ vắng nhà nên không giúp được gì cho hai đứa mẹ thấy áy náy quá mẹ đừng nói như thế ạ bọn con đã ở riêng nên việc bọn con tự lo cuộc sống gia đình mình cũng là lẽ đương nhiên thôi ạ bà hồng khẽ gật đầu rồi nhìn thoa ấm áp sau đó bà lại quay sang hỏi ông huệ thời gian qua tôi không ở đây chắc chắn ông đã bắt nạt cái thoa đúng không tôi thì làm sao bắt nạt được nó nó có bao giờ nghe lời tôi đâu ông phải nói đúng thì nó mới nghe lời chứ ông nói sai thì làm sao nó nghe lời được ông cũng nên thay đổi lại cách cư xử của mình với con cái chúng nó đã lớn cả rồi và đều biết suy nghĩ ông cứ để tụi nó tự quyết định cuộc sống khi nào tụi nó cần lời khuyên thì ông hãy ra mặt tôi biết rồi bà mau ăn đi bà hồng đã về nhà nhưng bà vẫn chưa tin tưởng ông huệ có thật sự thay đổi hay chưa bà còn nói với ông huệ rằng bà có thể sẽ lại về quê tiếp nếu như ông ấy lại quen những thói cũ may mắn thay là bà hồng đã thấy những điều tích cực từ phía ông huệ chuyện tiền năng trong nhà ông đã công khai toàn bộ với bà có khi ông Huệ tức giận ông đã biết kiềm chế chứ không còn vô duyên vô cứ chút giận lên bà Hồng nữa và một điều thay đổi từ ông Huệ mà không chỉ bà Hồng nhìn thấy mà cả những người hàng xóm xung quanh đều nhìn thấy đó là ông Huệ đã chịu làm việc nhà cùng với bà Hồng sáng sớm tinh mơ người dân trong làng có thói quen dậy từ trước 5 giờ sáng và đi tập thể dục họ nhìn thấy ông huệ và bà hồng đang cùng nhau quét con ngõ nhỏ mọi người đi qua không chê cười mà còn tấm tắc khen hai ông bà tình cảm quá sáng ngày ra đã cùng nhau làm việc rồi bà hồng ngước mặt lên rồi cười cảm ơn mọi người mọi người đi thể dục sớm quá nhỉ vâng bây giờ mình có tuổi rồi ăn xong ngồi một chỗ cũng hại sức khỏe lắm đi thể dục như thế này vừa đảm bảo sức khỏe lại vừa vui ông bà có muốn tham gia cùng bọn tôi luôn không bà hồng quay sang hỏi ông huệ ý ông thế nào ông có muốn đi tập thể dục một chút không bà đi thì tôi đi bà hồng lại quay sang nói với mấy người hàng xóm vậy từ ngày mai mọi người cho vợ chồng tôi tham gia cùng với nhé còn hôm nay vợ chồng tôi còn phải dọn dẹp lại nhà cửa nên chưa đi ngay được vâng từ ngày mai mình đi cùng cũng được ạ ông huệ và bà hồng lại cùng nhau dọn dẹp cho xong đoạn đường vào nhà trước đây ông huệ luôn một mực cho rằng việc nhà là những việc nhẹ nhàng phụ nữ sướng hơn đàn ông nhiều vì chỉ phải làm những việc nhà nhưng giờ đây khi động tay động chân và làm ông huệ mới biết mình đã suy nghĩ sai và việc nhà cũng vất vả không kém gì những công việc khác hai ông bà dành thời gian với nhau ông huệ đã hiểu được nhiều hơn về bà hồng người vợ bấy lâu nay chung sống với ông mà ông vẫn nghĩ chả có gì đặc biệt nhờ có bà hồng ông huệ dần dần kết thân với những người bạn trung niên khác khi cùng nhau đi thể dục họ nói chuyện về con cái về cháu nội cháu ngoại ông huệ thấy ai nấy đều thoải mái với con với cháu đó cũng là cách để họ tận hưởng tuổi già nếu mình làm khó con cái thì không chỉ con cái cảm thấy mệt mỏi mà ngay cả chính bản thân mình cũng vậy ông huệ bắt đầu soi xét lại những việc ông đã làm với con trai và con dâu ông cảm thấy hổ thẹn với những người bạn đồng trang lứa ông huệ dần dần thay đổi thái độ với kim và thoa giống như cách ông thay đổi thái độ với bà hồng ông không còn can thiệp vào cách dạy con cách ăn mặc hay chuyện làm ăn của hai vợ chồng kim nữa lúc ông huệ rảnh rỗi còn thoa lại đang bận bán hàng cho khách ông huệ đã chủ động giúp đỡ thoa con có cần bố bế thằng bảo cho con làm việc không dạ bố không bận gì chứ ạ à? bố không bận gì cả cứ đưa đây bố trông thằng bé cho bố sẽ không đánh nó đâu thoa giao đứa con trai út cho bố chồng cô giữ cô có hơi bất an vì bình thường ông chả bao giờ ôm ấp nó cô sợ nó sẽ khóc lớn khi ông bế quả đúng là những ngày đầu bảo có khóc và chưa làm quen được với ông huệ nhưng sang ngày thứ hai thứ ba thằng bé đã dần thân thiết với ông thoa có thể cảm nhận được ông huệ đang cố gắng gắn kết mối quan hệ giữa ông với con cái dĩ nhiên thoa mừng lắm người bố chồng mà cô từng cảm thấy sợ hãi và chán ghét giờ đã vứt bỏ bộ răng nanh sắc nhọn và trở nên mềm mỏng khi ở cạnh con cái đúng là được bố mẹ chồng giúp đỡ thoa đỡ vất vả hơn rất nhiều kim không hay ở nhà nên không cảm nhận được điều đó thoa đã nói tốt cho ông huệ trước mặt kim lúc ở trong phòng ngủ chỉ có hai vợ chồng thoa thủ thị anh này em thấy bố dạo này thay đổi nhiều lắm không chỉ với mẹ đâu mà cả với em nữa dạo này khách khứa kéo đến mua cây nhiều hơn vì chuẩn bị vào mùa lạnh ngày nào bố cũng trông thằng bảo giúp em bố cũng không còn nói chuyện khó nghe với mấy cô đến làm giúp nhà mình nữa nếu như thế thì tốt anh cứ tưởng cả đời bố sẽ không bao giờ chịu thay đổi cơ em và bố bây giờ cũng coi như là bình thường với nhau rồi còn anh thì sao anh và bố chẳng mấy có thời gian nói chuyện với nhau mà cũng không biết nói chuyện gì mỗi lần anh và bố gặp mặt nhau thì thường cãi nhau mà thôi chắc bố cũng muốn làm lành với anh đấy nhưng không biết bắt đầu từ đâu hay là ngày mai em mua ít đồ nhắm rượu về cho anh và bố nhâm nhi nhé kim gãi đầu e ngại thế có được không được chứ sao không nhiều khi chỉ cần một bữa ăn thôi là có thể thay đổi rất nhiều chuyện đấy vậy được rồi anh sẽ nghe theo lời em. Ngay ngày hôm sau, Thoa nấu một bữa ăn đầy đủ những món mà hai bố con thích. Cô chở bà Hồng, Hưng và Bảo lên quán ăn, còn để cho hai bố con ở nhà với nhau. Chỉ có hai người đàn ông ở nhà, không khí quả rất ngại ngùng. Kim rót rượu vào chén của ông Huệ. "Con mời bố." Hai bố con cụng ly, ông Huệ hỏi thăm Kim: dạo này công việc của con vẫn thuận lợi chứ dạ vâng con có nghe thoa nói bố đã giúp cô ấy lúc cô ấy ở nhà xoay sở công việc một mình con cảm ơn bố có gì đâu mà phải cảm ơn hai đứa cần bố giúp gì cứ nói ra giúp được bố nhất định sẽ giúp trước mắt thì chưa nhưng sau này thì chắc chắn là có con sẽ nhờ bố giúp ạ vậy được rồi ăn đi con Cây thoa nó toàn làm món ngon cho bố con mình đấy. Ông Huệ gắp vào bát của Kim một miếng đùi gà. Kim mỉm cười và ăn ngon lành. Hai bố con khi mới bắt đầu nói chuyện có hơi ngại ngùng. Nhưng sau dần họ đã mở lòng với nhau hơn. Những chuyện trong quá khứ ông Huệ từng làm sai. Kim quả thật đã từng bị tổn thương bởi những chuyện ấy. Nhưng dù gì đó cũng là quá khứ, là những điều đã qua anh không còn quá bận tâm đến nữa vì bây giờ anh và ông Huệ đã hiểu nhau và đối xử tốt với nhau. Ngày mùa đông lạnh giá, từng đợt gió lớn kéo đến, cây cối trao đảo theo làn gió thổi. Thoa vội vàng đóng cửa sổ lại, cô mặc thêm chiếc áo khoác ấm cho Bảo và Hưng, rồi dẫn chúng sang nhà ông bà nội. Chưa vào đến nhà, nhưng hương thơm từ nồi lẩu đang bốc khói nghi ngút đã khiến cả ba mẹ con đều thấy sao xuyến. Vào trong nhà, bà Hồng hớn hở nói với Thoa. Ba mẹ con mau vào đây. Hôm nay bố các con trổ tài, tự nấu hết mọi thứ, từ nước dùng cho đến đồ ăn kèm, và bố con tự chọn nguyên liệu luôn đấy. Vậy hả mẹ? Tay nghề của bố hình như còn tốt hơn cả mẹ con mình rồi thì phải. Mẹ cũng thấy vậy. Không ngờ bố con lại có khiếu nấu ăn đến thế. Mà Kim đâu rồi hả con? Bà Hồng vừa nhắc đến kim thì kim xuất hiện trên tay anh cầm theo chai rượu, vẻ mặt anh hí hửng. Nồi lẩu ngon thế này thì sao có thể thiếu rượu được phải không cả nhà? Bà Hồng và Thoa cười tươi nhìn kim. Khi cả gia đình đã đông đủ, họ bắt đầu ăn uống cùng nhau. Ông Huệ tỏ ra hào hứng vì nấu được bữa ăn ngon cho cả gia đình. Nét mặt của ông bây giờ đã thay đổi rất nhiều so với trước kia chính ông cũng đã nhận ra điều đó có lẽ nếu không có quyết định sáng suốt của bà hồng ông huệ sẽ không hề thay đổi trở thành một con người tốt hơn bà hồng và kể cả vợ chồng kim và thoa sẽ phải chịu đựng tính cách khó chịu từ ông bà hồng đã giúp ông huệ nhìn lại chính mình thay đổi và trở nên tốt đẹp hơn gia đình lớn của ông huệ và cả chính ông Huệ cũng được bình an, được vui vẻ nhờ những điều đó. Con người chúng ta ai cũng có những thói xấu nhất định và những thói xấu ấy lại gây ảnh hưởng đến những người gần gũi với mình nhất. Nhưng cuộc đời này vẫn luôn cho ta cơ hội để sửa đổi. Người thân trong gia đình vẫn luôn dang rộng vòng tay để chào đón ta thay đổi và trở thành một phiên bản tốt hơn cảm ơn quý vị đã lắng nghe trọn vẹn bộ chuyện vừa rồi của chúng tôi quý vị hãy cho chúng tôi biết cảm nhận của mình bằng cách bình luận ở cuối video nhé quý vị cũng đừng quên ấn like đăng ký kênh và ấn vào quả chuông thông báo để không bỏ lỡ những bộ chuyện mới nhất sẽ được chúng tôi cho ra mắt liên tục trong thời gian tới còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại